Chắc là để không khí nó đỡ, gọi là đỡ căng thẳng, thấy căng thẳng quá. Hôm nay mọi người đến không gian này ngồi rất sáng tạo, nhưng mà mọi người đừng căng thẳng. Thì chắc là mình có một cái giới thiệu rất là không, gọi là không formal lắm nhá, rất là thoải mái. Thì trong cái chương trình hôm nay thì mọi người cũng biết rồi, buổi sáng nay thì chúng ta có một cái chương trình chính thức về đổi mới sáng tạo cho các cái nhóm ngành nghề liên quan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Huế. Thì nhân dịp chiều hôm nay thì rất là có duyên, có rất nhiều người bạn từ các nơi về và đang có thời gian ở Huế. Thì bên phía viện cũng tranh thủ là mời một số anh chị đang có dịp công tác tại Huế để về có một cái buổi trao đổi chia sẻ với các nhóm bạn trẻ, các con doanh nghiệp, các công ty liên quan tới cái mạng cũng là công nghiệp sáng tạo, đưa làm sao đưa sản phẩm ra ngoài. Nhưng mà thú thật cái chủ đề này á, là tôi bị quá, bị khi đó bị áp lực á, là phải làm nó cái title cho design. Cuối cùng mình nói cứ việc một cái đài là việc văn hóa và sáng tạo không. Cho nên chủ đề hôm nay là không giới hạn. Bởi vì đây những chuyên gia này là không có giới hạn về nội dung, cho nên rất thoải mái. Tuy nhiên cái title như vậy nhưng mà nói gì cũng được. Thì chắc là xin giới thiệu qua. Thì đầu tiên là mọi người biết rồi, là giáo sư Trương Nguyên Thành, hay là giáo sư cung đùi, chắc mọi người biết rồi, 28 là nổi tiếng nhất là giáo sư cung đùi đấy. Đấy, còn bây giờ là giáo sư gì thì lát thầy giới thiệu. Bây giờ là không phải giáo sư cung đùi nữa, giáo sư khác đấy. Thì trong một chuyến đi xe đạp, thầy đi từ Lũng Cú cho đến Cà Mau, và ở Huế thì rất yêu ái và rất yêu Huế, thì thầy ở được 3 ngày và phải khai thác tối đa. Thầy có rất nhiều cuộc nói chuyện chia sẻ. Người thứ hai là chị Trương Thanh Hương, là tạm gọi là chuyên gia đấy, chị, mặc dù chị nói là chị không phải là chuyên gia nhưng mà chị rất là chuyên gia, hơn cả chuyên gia nữa, là liên quan tới mảng áo dài design rồi rất nhiều mảng ẩm thực, tất cả mọi thứ. Thì hiện tại là chị làm rất nhiều việc và tư vấn cũng có, giám khảo cũng có, làm rất đủ thứ. Thì hy vọng một lát nữa khi mà chị chia sẻ là sẽ có rất nhiều cái chia sẻ. Và thứ ba là dạ, mời chị Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thu, Thu Phương, là chị là viện trưởng viện văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, là VCAS. Thì cũng rất là may là hôm nay chị có một cái công việc vào Huế, thì cũng nhân dịp đó cũng mời chị có cái tham gia chia sẻ. Thì chị là chuyên gia về lĩnh vực công nghiệp văn hóa và những cái vấn đề công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa làm sao mà các sản phẩm giữ văn hóa đưa ra thị trường, vân vân. Và chị cũng giúp rất nhiều cả cái chương trình, ví dụ như tuần lễ thiết kế mà năm nay rất hên, thì Huế cũng được đăng cai tháng 11 này. Thì anh Lê Việt Hà, kiến trúc sư Lê Việt Hà đang ở đây với một cái nhóm khác đang đi khảo sát một cái manifest, là một cái chương trình làm về design, làm thiết kế tại đây. Nhưng mà do các anh đi không biết có kịp không, để có thể một là các anh nếu kịp là càng quay lại để chia sẻ. Và một cái người khách mời rất là thân thuộc với mọi người ở Huế, đó là tiến sĩ Trần Đình Hằng, là phân viện trưởng phân viện văn hóa tại tại Huế đấy. Thì anh Hằng thì một lát nữa thì sẽ đóng vai là người ở Huế, hiểu rất nhiều vấn đề Huế, tại sao các vấn đề của Huế, các sản phẩm như thế mà thứ. Thì với một cái tinh thần như thế thì tôi cũng xin là sẽ điều phối cái chương trình chiều hôm nay. Thì xong thì để tôi nghĩ, để một cái đặt vấn đề mà tôi nghĩ hay nhất ấy, thì đầu tiên sẽ mời chị Vương, thì có thể ngồi được hoặc là chị cầm cái slide luôn, chị cầm cái bục ấy, thì có thể chị đứng hoặc chị ngồi, thì chị chia sẻ để có một cái nhìn về cái phát triển về vấn đề công nghiệp văn hóa nó như nào, và Huế mình ấy, thì có thể có cái cơ hội gì trong này không. Thì tôi nghĩ đó một cái câu chuyện dẫn dắt rất là hay. Thì chắc là xin mời chị ạ. Dạ. Kính thưa các anh chị, ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn các anh chị đã có một cái cho tôi một cái cơ hội để được ở đây có thể chia sẻ với tất cả các anh chị về việc vì sao Việt Nam lại hiện nay đang coi phát triển các ngành công nghiệp văn hóa như là một cái giải pháp then chốt để có thể chuyển hóa được các cái nguồn tài nguyên văn hóa của Việt Nam vốn được coi là vô cùng dồi dào để trở thành không sao, để trở thành các cái sản phẩm và các cái dịch vụ về văn hóa, từ đó thì đóng góp một cái sự đóng góp cho nền kinh tế của đất nước, tạo công ăn việc làm cho người dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ và những người phụ nữ.
Và ngày hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ một cái nhìn toàn cảnh về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nhưng mà ngồi đây thì có nhìn thấy cái gì? Thật rồi. Ok. Như chúng ta thấy rằng là các ngành công nghiệp văn hóa là một ngành, một hệ thống ngành được coi là nó sẽ có một cái giá trị xuyên suốt, đấy là sự sáng tạo. Bởi vì là có cái việc sáng tạo thì mới hội tụ, mới liên kết, liên ngành được, và nó sẽ trở thành một cái giải pháp đột phá để tạo ra sự lan tỏa, sự kết nối và hướng tới cái sự phát triển bền vững. Và cái điều này thì đã được các quốc gia phát triển trên thế giới đã ghi nhận. Và một cái mẫu số chung cho các quốc gia phát triển về công nghiệp văn hóa là bao giờ họ cũng biết phát huy các cái nguồn văn hóa của đất nước họ để trở thành các cái sản phẩm và các dịch vụ vừa có thể thỏa mãn được nhu cầu tiêu dùng của người dân trong nước cũng như là thị trường quốc tế, và vừa đảm bảo giảm thiểu những cái gánh nặng về môi trường cũng như là về gánh nặng về đô thị. Rất là nhiều những cái câu chuyện về phát triển ngành công nghiệp văn hóa đã được biết đến trên thế giới như là Pháp, Mỹ, Anh, Nhật Bản và gần đây nhất là Hàn Quốc, thì nó đã cho ra được những cái mẫu số chung như vậy. Thế thì và hiện nay thì khi mà chúng ta thấy rằng trong cái quá trình tác động của đại dịch COVID-19 ý, nó đã tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa xã hội của toàn cầu, và các ngành công nghiệp văn hóa được coi là các ngành thiết yếu, không thiết yếu. Thế thì đại dịch diễn ra thì nó đã tạo ra những cái cú sốc rất là lớn cho các cái ngành công nghiệp văn hóa. Và trong cái quá trình đấy thì giải pháp như thế nào, thì đã một số những cái quốc gia đã có những cái giải pháp căn cốt để có thể khôi phục các ngành công nghiệp văn hóa và tạo ra một cái trạng thái bình thường mới trong phát triển. Thế thì người ta sẽ coi công nghiệp văn hóa là một cái ngành có khả năng bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các cái biểu đạt văn hóa và từng bước quảng bá hình ảnh bản sắc và gia tăng sức hấp dẫn, thuyết phục, và điều đó được gọi là sức mạnh mềm văn hóa quốc gia. Và chiến lược các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã bám sát mục tiêu đó. Và như chúng ta đều biết rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có rất nhiều các chiến lược các cấp luôn, nhưng mà triển khai có hiệu quả hay không lại là một câu chuyện khác. Thế thì tại sao ở đây tôi lại nói đến cái công ước bảo vệ phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa 2005? Thì đây chính là một trong các cái một cái công ước ấy, để mà giúp cho việc bảo vệ cái sự sáng tạo, các cái biểu đạt về văn hóa của các dân tộc, các cá nhân trong quá trình sáng tạo đó. Và cái công ước này, khi mà UNESCO xây dựng cái công ước này thì các cái nó nhằm để hướng tới bảo vệ các nước đang phát triển để tránh các cái nguy cơ về bá quyền về văn hóa của các quốc gia đang phát triển. Và các quốc gia như là Việt Nam mình ấy, thì là trở thành những thành viên đầu tiên cam kết để triển khai công ước này để mà xây dựng được các cái khung chính sách để có khả năng hỗ trợ và bảo vệ cho các cái biểu đạt đa dạng văn hóa của quốc gia, dân tộc và địa phương của mình. Và ở tất cả những cái việc mà chiến lược, các cái chiến lược về công nghiệp văn hóa của Việt Nam mình đều hướng tới các mục tiêu chung trên toàn cầu. Đấy là gì ạ? Giúp cho phát triển bền vững, giúp cho ổn định việc làm và tăng trưởng kinh tế, giảm thiểu bất bình đẳng và thúc đẩy bất bình đẳng, đổi mới hòa bình và hội nhập quốc tế. Thế thì, và một trong những cái mà khi mà chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam đưa ra vào năm 2016 thì không tính toán đến là yếu tố là có thể phát triển công nghiệp văn hóa thông qua các thành phố. Và trong cái quá trình là thực hiện các nghiên cứu của mình thì bản thân tôi khi đó thì làm chủ nhiệm một cái đề tài là sức mạnh mềm văn hóa của Việt Nam. Tôi là người theo đuổi đề tài này trong vòng đến năm nay là năm thứ 12. Và đấy là một cái điều mà tôi cố gắng làm với tâm nguyện của người bố đã mất của tôi. Khi tôi trình bày cái ý tưởng của tôi thì cách đó, trước khi tôi sang Nhật được 3 ngày thì bố tôi mất. Và trong quá trình đó thì tôi đã theo đuổi. Và đến năm 2018 thì tôi thấy rằng là Việt Nam là một trong những cái quốc gia mà đưa ra rất là nhiều chiến lược.
mục tiêu của chiến lược vô cùng đúng, nhưng mà Việt Nam lại là một cái quốc gia không có nhiều kinh nghiệm để triển khai thực tiễn thông qua các mô hình. Và chính vì vậy thì tôi đã đề xuất ra một cái việc là trong bối cảnh của Việt Nam như vậy thì nên chăng lựa chọn một mô hình thí điểm để mà triển khai. Và trong cái bối cảnh là Việt Nam thì có khung thể chế nhưng mà cách thức triển khai các giải pháp hiệu quả thì nó chưa có nhiều, thì tôi phát hiện ra là năm 2004 thì UNESCO đã xây dựng một cái mạng lưới các thành phố sáng tạo. Các mạng lưới thành phố sáng tạo đấy chia ra 7 loại hình: thiết kế sáng tạo này, ẩm thực này, thủ công mỹ nghệ truyền thống này, nghệ thuật truyền thông này, điện ảnh này, và tất cả những cái tiêu chí, có 21 tiêu chí cho các cái lĩnh vực đấy, thì nó sẽ giúp cho các cái thành phố có thể phát triển công nghiệp văn hóa theo cái hướng mà đảm bảo những cái điều này. Và vì vậy cho nên là khi đó thì tôi đã đề xuất một cái giải pháp, đấy là đưa Hà Nội trở thành một cái thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thiết kế, để ở đó các cái giải pháp về thiết kế sáng tạo sẽ có khả năng hướng thành phố đến một cái sự phát triển bền vững hơn, có thể triển khai được các cái giải pháp mà để chuyển hóa các nguồn tài nguyên của Việt Nam, của Hà Nội trở thành những cái sản phẩm và dịch vụ về văn hóa. Và đến ngày 30 tháng 10 năm 2019, khi mà Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO, thì ngày 2 tháng 11 thì chúng tôi đã tiến hành ngay tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam một tuần lễ gọi là tuần lễ thiết kế sáng tạo. Và ngày 2 tháng 11 ở chính sân của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, tuần lễ thiết kế sáng tạo đã được khởi xướng ở đó, và cho đến ngày hôm nay tuần lễ thiết kế sáng tạo đã lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước, và những người thụ hưởng những cái giải pháp này chính là các anh chị ở đây, những người thực hành văn hóa, những doanh nghiệp là những cái người mà được thụ hưởng nhiều nhất trong những cái giải pháp này. Thế thì vai trò các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam nó chính là một cái động lực góp phần vào cái việc là tăng cái sự can thiệp của các cái chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng là những người sáng tạo và thực hành văn hóa, và góp phần trực tiếp mang lại lợi ích cho xã hội và lợi ích trực tiếp cho những người sáng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Cho đến hiện nay người ta vẫn có những cái băn khoăn hồ nghi về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Nhưng nếu như các anh chị lùi lại thời điểm từ năm 2015 trở về trước ấy, khi nói đến công nghiệp văn hóa thì có rất nhiều người nói là tại sao ở Việt Nam lại phải là công nghiệp văn hóa? Văn hóa là trao và tặng. Văn hóa là gì ạ? Đi xem kịch thì phải xem vé mời, đúng không ạ? Đây, triển lãm như thế này là triển lãm cho và tặng. Không ai tính đến là công sức lao động của những người sáng tạo được trả như thế nào. Hoặc một bộ phim vừa mới công chiếu thì đã bị gì ạ? Copy đã bị đưa ra thị trường lậu rồi. Thế thì chính những cái việc đó, cái việc không thừa nhận là gì ạ? Các sản phẩm và dịch vụ văn hóa chính là cái giá trị sức lao động và phải là được trao trả một cách rất là xứng đáng cho người lao động, đã khiến cho Việt Nam mặc dù trở thành một trong những cái quốc gia thuộc diện là giàu có tài nguyên về văn hóa nhất trên thế giới, nhưng lại là một quốc gia vô cùng gì ạ, phát triển chậm về gì ạ, công nghiệp văn hóa. Và với những cái nỗ lực như vậy thì năm 2016 ấy, thì khi mà chiến lược ra đời thì chúng tôi tính toán được là các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 2,68% GDP của Việt Nam, nghĩa là gì ạ, thấp hơn so với GDP trung bình của các nước trên thế giới, là GDP trung bình là 3% nó góp của các ngành công nghiệp văn hóa. Thì 2 năm sau khi mà chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ra đời thì những tính toán chưa đầy đủ thì cho thấy rằng là các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam đã đóng góp phải 3,61% GDP của Việt Nam, trong khi đó ở Hàn Quốc là 7%. Và theo các đánh giá của các chuyên gia quốc tế thì Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành 7% nếu như chúng ta thực sự có những cái giải pháp căn cốt về vấn đề phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Và đến năm 2019 thì những cái tính toán của chúng tôi thì đã cho thấy rằng là công nghiệp văn hóa đã tạo công ăn được việc làm cho khoảng 3 triệu lao động ở Việt Nam, tức là tính chiếm khoảng 6% lượng lao động của Việt Nam. Thế thì những cái tính toán này là do sự nỗ lực của các nhà nghiên cứu, bởi vì Việt Nam ấy, hiện nay hệ thống Big Data của Việt Nam liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa ấy, nó dừng lại từ năm 2008 khi mà Bộ Văn hóa và Thông tin Truyền thông tách thành hai bộ, cho nên tất cả những cái chỉ số nó dừng lại đấy. Nhưng nếu không làm
nếu mà chúng ta muốn phát triển một cái gì, chúng ta phải lượng hóa được, đánh giá được thực tại. Mà nếu như chúng ta cứ trách cứ rằng là Tổng cục Thống kê không làm, Việt Nam chưa có nguồn kinh phí thì không làm được. Nhưng mà không, với một cái vai trò của cái viện nghiên cứu được coi là đầu ngành của Việt Nam về văn hóa, thì Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cương quyết làm. Và lúc đấy chúng tôi sẽ phải huy động những cái sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế và mới tính toán được ra những con số như thế này. Và vừa mới đây thôi, nếu mà các anh chị có thể theo dõi trên hệ thống trên báo chí thì có thể thể thấy rằng là từ ngày 26 cho đến ngày 26 tháng 9 cho đến ngày 2 tháng 10 thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, và trong đó thì có tôi là Đoàn Tháp Tùng, thì đã sang Mexico để mà có được những cái công bố của Việt Nam. Việt Nam là một trong 12 quốc gia trên thế giới đã tính toán được cái chỉ số phát triển về văn hóa, và trong đó có chỉ số quốc gia và chỉ số địa phương của Huế. Và khi mà làm cái câu chuyện này, tất cả mọi người trong đó thì có cả anh Hằng rất là hoang mang là liệu có làm được hay không. Nhưng mà chúng tôi vẫn cương quyết làm. Và cái sự nỗ lực của chúng tôi đó thì là muốn là đánh giá được thực tế của Việt Nam như thế nào. Chứ còn chúng ta không thể là chúng ta chỉ có nói thôi. Chúng ta nói mà chúng ta không biết chúng ta có gì, chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ không phát triển được. Thế thì hiện nay những cái nghiên cứu khảo sát ban đầu của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho thấy rằng ở Việt Nam có những cái thành phố như là Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh là những thành phố có cái khả năng phát triển công nghiệp văn hóa. Công nghiệp văn hóa dựa trên nguồn tài nguyên văn hóa, dựa trên sức sáng tạo của con người và dựa trên sự hỗ trợ của công nghệ số, dựa trên cái chính sách của chính quyền và quyết tâm của cộng đồng. Thế thì khi mà khảo sát vào các cái thành phố như này thì thấy rằng tất cả những cái thành phố này đều có nguồn tài nguyên văn hóa vô cùng dồi dào, nhưng dồi dào nhất nằm ở Hà Nội, Huế. Nhiều nhất ở Hà Nội và Huế về các nguồn tài nguyên. Ví dụ như là thủ công mỹ nghệ ở Huế và Hà Nội là vô cùng nhiều, ẩm thực ở Huế cũng vô cùng nhiều, đúng không ạ? Các cái nghệ thuật dân gian của Huế và Hà Nội cũng vô cùng nhiều, và bên cạnh đó thì có Hội An. Thế nhưng mà để trở thành công nghiệp văn hóa hay không lại còn một khâu rất là nhiều, và chắc chắn là chị Hương sẽ có những cái ý kiến về cái câu chuyện đó. Chúng ta thử nghĩ mà xem, ví dụ như là một thành phố như thành phố Huế với rất là nhiều những cái làng nghề, như ví dụ như nghề bún chẳng hạn. Thế nhưng mà từ cái nghề bún đó trở thành các cái sản phẩm mà thực phẩm, ẩm thực mà đi ra ngoài thế giới được, thì nó lại là cũng lại thành một cái câu chuyện khác. Thì ví dụ như giải pháp ở Hà Nội là người ta sẽ biến thành bún khô, người ta sẽ kết hợp với lại những cái gia vị, rồi là kể cả những cái như là đũa này, thìa này, hay là bát này, đĩa, để mà ở đây trong Huế gọi bát là gì? Chén. Thì làm sao nó phải có tính design trong đấy, tính thiết kế trong đấy, làm sao nó phải có tính toàn cầu trong đấy, và làm sao nó phải thể hiện ở bản sắc Huế thì nó mới ra được là công nghiệp văn hóa. Còn nếu không mình đưa một cái sợi bún mà vẫn như là nguyên cốt của mình sang môi trường mới thì nó không đảm bảo, thì nó sẽ thành cái câu chuyện khác. Thế giống như là ở Việt Nam á, phở Hà Nội vô cùng ngon, nhưng tôi đi bộ mất 11 cây số để tôi ăn thử phở ở Nhật Bản thì tôi không thể nào mà tôi ăn nổi, tôi nuốt nổi, bởi vì nó đã thành cái khác rồi. Nhưng bởi vì đi trên một đoàn thực tế như vậy thì ở Hà Nội thì có một bạn đã quay trở về và bạn ấy đã tạo thành một cái câu chuyện khác, và các sản phẩm của bạn sẽ tạo thành một cái chuỗi thương hiệu trên toàn cầu. Và đấy một sự nỗ lực rất lớn của những cái người mà làm công nghiệp văn hóa theo hướng thực tế. Thế thì nói nhiều thì cũng sẽ rất là khó có thể có hình dung, thì chúng ta hãy hình dung cái sự tác động của công nghiệp văn hóa như thế nào. Đây là một nhà máy bỏ hoang ở Hà Nội. Trước là như thế này, đây là bỏ hoang. Thế nhưng sau thì nó trở thành như thế này. Đó, cái sự gọi là sáng tạo của những người làm thiết kế ở đây là anh Lê Việt Hà nhé. Anh ấy tạo thành một cái không gian như này, và trong cái không gian như thế này thì nó chia thành rất là nhiều những cái hấp nhỏ. Để mà nơi thì người ta sẽ làm về thiết kế, có nơi thì người ta sẽ làm về thời trang, hoặc có nơi người ta sẽ trở thành một cái nơi mà làm việc chung, để chia sẻ những cái sự sáng tạo và chia sẻ cái không gian tiện ích này với những cái sự hỗ trợ về giá. Thế thì cái điều này như vậy thì nó sẽ làm nó sẽ tạo ra một cái sự kết nối, nó sẽ tạo ra sự lan tỏa, và nó sẽ tạo ra được cái sự giảm thiểu về việc xây mới. Khi mà xây mới ở một đô thị nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ.
Thế thì đây, ở đây là một cái gì ạ? Một cái không gian, đầu tiên là một cái không gian thậm chí là có thể khả năng là gây ra những tệ nạn, nhưng mà khi mà có sự gia công của những cái người thực hành về văn hóa có ý tưởng sáng tạo vào thì nó sẽ tạo ra một cái không gian hoàn toàn khác. Và khi Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo ấy, thì nó đã tạo ra được những cái sự chuyển biến rất là gì ạ? Rất là lớn ở Hà Nội. Và những người mà ví dụ chị Hương đến, chị Hương nói là không biết Hà Nội như thế nào. Hà Nội là một khuôn mặt rất là đa diện. Nếu như mà chị đi theo những cái thông tin bình thường đến ví dụ như Hoàng Thành, hay là chị đến Lăng Bác, hay là chị đến Chùa Một Cột vân vân vân, thì chị sẽ thấy một cái câu chuyện khác về Hà Nội. Nhưng chị đến phố Bích Họa Phùng Hưng, hay chị đến 22 Hàng Buồm, hay chị đến những cái không gian này, chị lại thấy một Hà Nội hoàn toàn khác. Thế thì đấy là sự tác động của các cái giải pháp về công nghiệp văn hóa, nó đã tạo ra những cái sự thay đổi trong thành phố Hà Nội. Còn Huế như thế nào thì chắc là sẽ phải nhờ các anh chị sau này sẽ có những cái giải pháp tiếp theo. Và rõ ràng phát triển công nghiệp văn hóa đang là một cái con đường để thúc đẩy tiến bộ phồn vinh của nền văn hóa của các dân tộc. Khi mà chúng tôi tiến hành thì chúng tôi tiến hành khảo sát thì chúng tôi đang nhìn nhận gì ạ? Hà Nội có thể đã trở thành một thành phố sáng tạo về lĩnh vực thiết kế và đang tạo ra sự thay đổi. Sự thay đổi này đang tạo ra sự lan tỏa, và sự lan tỏa này đang lan tỏa đến Huế rồi. Huế, Đà Lạt, Hội An và thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà lan tỏa một cách cụ thể ra làm sao thì đấy là phải là câu chuyện của từng thành phố. Thế thì ở đây cái sự tích hợp trong công nghiệp văn hóa có thể tích hợp được nghệ thuật biểu diễn, có thể tích hợp được trò chơi, điện tử, thiết kế và sự vận dụng các di sản văn hóa vào trong các lĩnh vực âm nhạc, du lịch và điện ảnh. Có nghĩa là cái ngành này là một ngành liên ngành. Và tất cả những cái chính sách phát triển về công nghiệp văn hóa thì nó phải hướng tới tạo cơ hội phát triển cho địa phương đấy, cho thành phố đấy, cho những người dân, cho chính quyền, cho tất cả các chủ thể chứ không phải của riêng ai. Và phải tạo ra một môi trường cạnh tranh chứ không phải là môi trường xin và cho. Và công nghiệp văn hóa cần phải được coi chính là một trong mũi nhọn để mà có thể gia tăng cái sức hấp dẫn, sức ảnh hưởng, sức cạnh tranh của quốc gia trên trên thế giới. Và trên đây này, những cái hình ảnh này nó cho thấy một phần những cái sự thay đổi của các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam trong những năm gần đây. Và tất cả những cái thứ này thì nó rất là cụ thể. Nó rất là cụ thể. Nếu như công nghiệp văn hóa thực sự phát triển, nó sẽ giảm thiểu cái việc là đô thị bị quá tải. Huế thì không bị cái trạng thái về đô thị bị quá tải, nhưng Hà Nội thì là bị quá tải. Thế thì việc mà phát triển về công nghiệp văn hóa của Hà Nội hiện nay ấy, nó đang cho thành phố trở nên đẹp hơn. Và nếu như các anh chị có thể thấy một cái câu là Hà Nội đẹp từng cm ấy, của anh Hà anh đưa ra và vừa rồi khởi động ấy, thì nó đang hướng tới là sử dụng các cái giải pháp về sáng tạo để giúp cho Hà Nội đẹp hơn. Thậm chí người ta nói là Hà Nội chỉ cần bỏ đi những cái gì xấu thì nó đã trở nên đẹp rồi. Thế nhưng nếu như không có cái ý thức như vậy thì chúng sẽ không làm được. Và phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện nay vô cùng nhiều khó khăn. Xuất khẩu hàng hóa của văn hóa Việt Nam, các anh chị nhìn thấy trên này, xuất khẩu rất là thấp. Tại sao một quốc gia có nguồn tài nguyên thuộc diện lớn nhất trên thế giới? Hà Nội là một thủ đô có 1.350 làng nghề và hàng nghìn những cái di tích, hàng nghìn những di sản văn hóa phi vật thể. Thế nhưng mà tại sao Việt Nam giá trị xuất khẩu của hàng hóa lại thấp như vậy? Tại sao? Và sức mạnh mềm văn hóa thì được coi là văn hóa là động lực, là nền tảng, là sức mạnh nội sinh của một dân tộc. Nhưng dường như tất cả những cái điều đó nó mới chỉ đang là những khẩu hiệu mà nó chưa đi được vào thực tế. Và khi mà đi được vào thực tế nó cần sự đồng lòng, một quyết tâm rất là lớn. Chứ không phải là những cái hội thảo mà giai đoạn mở đầu thì có rất là nhiều cái nhà lãnh đạo. Sau khi cái nhà lãnh đạo phát biểu khai mạc xong thì họ ra về. Thế là các nhà nghiên cứu rồi chúng ta cùng nhau ngồi đây thảo luận. Thảo luận xong chúng ta tự viết với nhau, khó ra được chính sách. Thế thì hiện nay thì khi mà chúng tôi làm việc ấy, chúng tôi cũng nhận ra được câu chuyện đó. Và với vai trò là kênh 2 của nhà nghiên cứu, khi chúng tôi tổ chức bất cứ một hội thảo gì, chúng tôi đề nghị là
các nhà lãnh đạo ở lại đến phút cuối cùng, và gì ạ, chúng tôi kêu gọi truyền thông vào, và chúng tôi đi tất cả những cái gì có thể làm được để mà tạo ra được cái hiệu ứng chính sách, và nó đã tạo ra một sự thay đổi nhất định, thay đổi Hà Nội, và Hội An đang thay đổi. Hội An đang thay đổi rất nhanh, và đấy là tất cả những cái việc đấy là hiểu được cái câu chuyện như vậy. Thế thì ngày hôm nay đến với Huế, tôi rất là mong muốn rằng Huế sẽ phải có một cái sự thay đổi thực sự để làm sao có thể biến Huế trở thành một thành phố sáng tạo. Thành phố sáng tạo đấy người ta biết đến được bản sắc của Huế, biết đến được niềm tự hào của Huế, nhưng vẫn biết được sự hiện đại của Huế, sự hội nhập của Huế bằng cái khả năng sử dụng cái ý thức sáng tạo của mình, bằng khả năng chuyển hóa như thế nào để mà gì ạ, phát huy được sức mạnh của Huế. Bởi vì là trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của trên thế giới hiện nay là có 301 thành phố, nhưng rất ít thành phố như Huế. Ví dụ bây giờ chỉ có như là Seoul, Chiều Mai, Hàng Châu, Hà Nội, thì là những thành phố châu Á đó thì có rất là nhiều những cái điểm tương đồng giống như Huế, nhưng Huế vẫn có thế mạnh riêng của mình. Và cái quan trọng ấy là mình sẽ phải định vị cái thế mạnh của mình bằng giải pháp như thế nào để mà chuyển hóa được toàn bộ các cái nguồn tài nguyên của mình theo hướng gì. Hướng là phát triển về ẩm thực thì sẽ như thế nào, thủ công mỹ nghệ ra làm sao, hoặc là thiết kế sáng tạo như thế nào, thì nó có những cái giải pháp về là ít nhất là có 3 cái giải pháp về địa phương và 3 giải pháp về quốc tế để nó sẽ tính được kết nối đó. Và khi mà mình tham gia vào cái hệ thống đó thì mình phải đặt ra những cái sự cam kết, mà chỉ mình nói mà mình không làm được á, sau 4 năm sau thì mình đi ra khỏi hệ thống. Thế thì ngày hôm nay thì cũng xin chia sẻ với lại các anh chị một câu chuyện rất là nho nhỏ về việc là các nhà nghiên cứu của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã có những cái đóng góp như thế nào trong việc là nhận diện về sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, và những cái nỗ lực hết sức của chúng tôi trong việc là muốn tạo ra sự chuyển động của công nghiệp văn hóa Việt Nam, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Điều quan trọng là chúng ta sẽ làm như thế nào, và chúng ta đừng chờ đợi câu chuyện đấy là của một ai đó, mà phải xác định đấy là của chính chúng ta. Vâng, tôi xin hết ạ. Vâng, chị Phương, như vậy là với một cái câu chuyện thì rất là tổng thể, nhưng mà nó rất cụ thể và nó đụng chạm đến tất cả mọi người ở đây, và những cái vấn đề quan tâm của chúng ta quan tâm, thì tôi nghĩ đó là một cái dẫn dắt rất là quan trọng. Và tôi nghĩ là có thêm, xin thêm một cái vừa giới thiệu những cái một dẫn dắt câu chuyện khác nữa cũng liên quan tới Huế từ giáo sư Trương Nguyễn Thành. Bởi vì có một cái câu chuyện là năm 2018 thì thầy cũng đạp xe, và khi thầy về Huế và thầy cũng phát hiện ở Huế có những cái thứ như chị Phương phát hiện, và cái câu chuyện giấc mơ Huế là cũng bắt đầu từ cái suy nghĩ của thầy Thành. Và tôi cũng muốn mời thầy Thành vừa giới thiệu về thầy và cùng nói luôn, chia sẻ một câu chuyện về cái hành trình của thầy á. Dạ, xin cảm ơn thầy. Vâng. Xin các bạn cho chạy cái clip clip đó nha. Tại vì thực sự là xin lỗi các bạn ở Huế, tôi biết là ở Huế này thì các chị em, các anh em đều bận đồ rất là đẹp, phong nhã, còn tôi thì nó hơi bê bối loàn xoàn. Tại vì sao, tôi đạp xe đạp từ Lũng Cú, Hà Giang bây giờ tới Huế là mới có nửa đoạn đường à. Cho nên cái áo này tôi gói lại trong cái ba lô của tôi ấy, nó đã 3 tuần lễ rồi, cho nên gáy rào sáng này nó nhăn hết rồi. Nhưng mà để cho các bạn thấy là cái đoạn đường từ Lũng Cú cực Bắc cho tới Hà Nội như thế nào. Sáng nay tôi đính lốt lên cái clip từ Hà Nội đến Huế, nhưng mà đều cái mạng nó chậm ở cái chỗ tôi ở, cho nên chưa lốt lên được. Cho nên các bạn thấy được cái đó. Thích mạo hiểm chứ mà. Thường mà nó chỉ cần lật ngang một cái thôi. Dạ, tới cỡ này nhưng mà cũng còn ham vui lắm, ham sống lắm.
Hai chân nó bị sao à? Té, bị hồi nãy xuống cái làng Hồng Bông á. Cái trật xuống cái dốc trơn quá. Đạp trong mưa có cái thú vị mà đạp trong mưa nha. Tôi ở đây có nghĩa là tôi đến Huế rồi. cảm ơn bạn cái clip. Các bạn chắc lẽ là không ngờ cái ông già U70 này đã đạp trên 1.500 cây số và leo tổng có độ cao khoảng 20.000 mét. Thực sự thì tôi cũng chẳng gân gì, tại vì tôi không phải là huấn luyện viên. Tôi không phải là dân chơi thể thao, tôi là một giáo sư, một nhà khoa học, giáo sư hóa. Công việc của tôi ấy là nghiên cứu khoa học và dạy học ở trường đại học Utah ở Mỹ đã 30 năm rồi. Và cái gene của tôi ấy thì cũng xấu lắm. Ba tôi ấy thì mất năm 44-45 tuổi, đột quỵ. Mẹ tôi mất 61-62 tuổi, tiểu đường với ung thư gan. Ông anh tôi 62 tuổi mất mấy tháng rồi vì yếu tim. Okay. Nếu mà theo gene ấy, thì tôi chắc cũng ngẫm rồi. Tại vì cái công việc mà làm giáo sư đại học của tôi ấy, áp lực nó cao hơn nhiều. Cho nên cái gene của tôi nó xấu lắm luôn. Mà tôi còn đạp một trên 1.500 cây số mà còn tồn tại đây, và hy vọng cuối tháng này tôi đến đất mũi Cà Mau còn 1.500 cây số nữa, hơn 1.600 cây số nữa, thì có nghĩa rằng là chúng ta đều có thể làm được, các bạn trẻ và tất cả mọi người đều có thể làm được hết. Còn nếu mà tôi mà là huấn luyện viên thì cái chuyện đó dễ rồi, đúng không? Tôi mà các bạn tuổi của các bạn mà khoảng ba mấy, 20 mấy thì cái chuyện cũng dễ. Mà cái ông già U70 mà không phải là huấn luyện viên mà ông làm chuyện đó được, thì tất cả các bạn ở đây đều có thể làm được, đúng không? Vậy thì làm như thế nào để làm được cái chuyện đó? Thì
Ngày hôm nay tôi cho các bạn thấy là cái clip này, tại cái chia sẻ hôm nay là về khởi nghiệp, về sáng tạo và khởi nghiệp, cho nên tôi muốn chia sẻ cái phần đầu của cái chuyến từ Lũng Cú tới Hải An để các bạn thấy đấy, là cái đoạn đường mà khởi nghiệp ấy, cái chặng đầu nó cũng là cái chặng trần ai nhất. Cái chặng cuối là cái chặng nó khỏe re rồi, cái chặng miền Tây tôi cứ cần nó bon là nó tới thành phố Hồ Chí Minh là tôi không có làm gì phải cực nhọc, không có leo đèo gì nữa trơn á. Nó bon là tại vì nó phẳng lì à. Là nó tới Cà Mau thôi. Cái chặng đầu có những cái ngày tôi phải đạp lên, bạn thấy đó, 2/2000 mét lên độ cao. Có nghĩa là sao? Cái đèo Hải Vân mà chúng ta cách từ Huế đi Đà Nẵng có 400, gần 500 mét đó. À, và cái chiều dài của cái đèo đó có 12 cây số. Mà tôi đạp 80 cây của ngày đó 2000 thước, có nghĩa là sao? Cái ngày đó tôi từ Huế đạp qua Đà Nẵng, rồi từ Đà Nẵng trở lại Huế, rồi từ Huế ra Đà Nẵng, rồi từ Đà Nẵng trở lại Huế. Hai vòng như vậy. Bạn tưởng tượng đi, nội đi lần là thấy là muốn đuối rồi đúng không? Khởi nghiệp nó vậy đó. Cái ngày đầu tiên là bạn thấy muốn những cái thời gian đầu tiên là mà những cái thế thách đầu tiên của khởi nghiệp ấy là bạn đã muốn bỏ cuộc rồi. Cái ngày đầu tiên của tôi nó lả ra, không biết là tôi sống được cái ngày thứ hai. Rồi tôi nói chắc là cái ngày thứ hai, cái ngày mai nó đỡ hơn. Cái ngày mai nó leo cao hơn, nó đi xa hơn. Cho nên tôi mới nói là nếu như bạn nghĩ rằng là cái thử thách hôm nay là thử thách lớn nhất của cuộc đời bạn, chờ đến ngày mai đi. Nó còn lớn hơn. Rồi cái thế ngày mai cái tôi nghĩ là đuôi rồi, giờ tới nơi là chỉ còn có nước mà ngã cái người ra ngủ, không còn nghĩ tới cái ngày thứ ba. Các bạn nghĩ là chắc là cái ngày thứ ba là cái ngày hết rồi. Thế là cái ngày thứ ba nó còn tàn bạo hơn cái ngày thứ hai. Bạn có hai sự lựa chọn. Một, ê, bạn gọi đứa nào, ê, mua tao cái vé máy bay. Tao bay về Sài Gòn. Thôi xong rồi. Tôi nói, mình có thể nói, tôi già rồi, sức yếu rồi, thôi, mình về, bỏ cuộc cho rồi. Ai cũng nghĩ rằng thôi ông già rồi, tôi ông già không nghĩ. Bạn của tôi thời trung học là toàn là về hưu, nghĩ về giường hết rồi. Bạn tôi mà thời trung học hỏi giờ làm gì, nó về giường trông cháu, trong giường. Còn không có đứa nào mà làm chuyện điên rồ như tôi á, kể cả luôn khởi nghiệp, bây giờ tôi còn khởi nghiệp nhé. À, có nghĩa rằng là cái gì? Những cái ngày đầu tiên mà bạn khởi nghiệp nó chông gai như vậy đấy. Rồi bạn mà còn tồn tại tới cái ngày thứ ba mà bạn còn sức lết dậy mà leo lên được cái chiếc xe đạp, và bạn còn nghĩ rằng là nó có thể như cái ngày hôm qua, ôi chẳng sao cả. Bạn không bỏ cuộc ngày thứ nhất, bạn không bỏ cuộc ngày thứ hai, và tới cái ngày thứ ba bạn còn tồn tại mà không có bóc điện thoại lên nói mua tao cái vé máy bay sớm nhất có thể tao bay về Sài Gòn, thì bạn có thể tồn tại. Đúng không? Và tôi tồn tại 8 ngày ở Hà Nội, tới Hà Nội tồn tại. Thì từ Hà Nội mà tới đây, tới Thanh Hóa, bão Noru nó vào, bạn bè nhắn tin qua Facebook, Thành ơi dừng lại, bão Noru là cái bão lớn nhất mấy chục năm nay rồi, báo chí đồ nó bảo rằng là nó kinh khủng lắm, nó tàn, nó dừng lại đừng có chung vô, nó đang đánh vào Đà Nẵng, đang đánh vào.
Tôi ra tôi nhìn trời, trời mưa nhưng mà không có gió. Thế là mấy đứa hỏi đi không thầy? Đi, trời mưa, kể trời mưa mình cứ đạp, không có gió thì không sao. Thế là tôi đạp vô bão nó, đạp qua mưa đổ ầm ầm, đạp qua Hà Tĩnh, đạp qua Nghệ An. Mà trời thương, vừa ra khỏi Nghệ An với Hà Tĩnh thì Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập lụt. Đi tới đâu vừa qua khỏi ấy. Và tôi nghe theo thời báo dự báo thời tiết là tôi rời Huế thì Huế sẽ có mưa lớn. Cho nên ông trời hình như là thương tôi lắm hay sao ấy. Những cái ngày mà trong bão Noru là ban ngày ấy, trời âm u như hôm nay mát lắm. Cái là chiều đã tới nơi rồi là mưa đổ ầm 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 xuống. Ôi trời mưa ngủ dễ sướng. Đấy thú vị. Nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ với các bạn, và tôi cũng muốn nghe lại chia sẻ của các bạn khởi nghiệp ngày hôm nay, chia sẻ cái cảm nghĩ, cảm xúc. Tôi biết rằng là cái khởi điểm của khởi nghiệp trần ai lắm, mà các bạn làm khởi nghiệp đều biết ấy, nó kêu là thung lũng tử thần đấy, đúng không? Đấy, nó y vậy đó, cái đó thung lũng tử thần đó đó đó. Mà bạn mà còn tồn tại, còn một tí xíu máu, mà bạn duy trì được cái máu đó trong cái thung lũng tử thần, mà còn có tí xíu động lực để mà lết cho tới cái ngày hôm sau, rồi cái lết cho tới cái ngày nữa, rồi lết cho tới cái ngày nữa, tới một ngày mà bạn thấy được cái doanh thu nó lên được tí xíu, may ra đã có được giọt máu nó vô, rồi cái doanh thu nó lên được tí xíu, thêm được giọt máu nữa, rồi cái là bắt đầu bạn hồi sức, rồi bắt đầu hồi sức từ 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 từ, rồi cái tới giống như tôi tới Hà Nội cái là phe re rồi, ta qua được cái chỗ khổ ải rồi. Bây giờ ta sống. Thì tôi hy vọng rằng là cái ngày hôm nay chia sẻ với các bạn chia sẻ với tôi cũng như là các quý vị khán giả ở đây, những cái nhìn tôi, cái góc nhìn của tôi là một nhà khoa học, kể cả luôn là một nhà khởi nghiệp luôn, và một người nó có cái tính cách hơi điên, có những cái quyết định hơi điên rồ. Cho nên các bạn cứ thoải mái mà chia sẻ những cái khó khăn của mình, và tôi không muốn dành quá nhiều thời gian, và để thời gian khác xin dành cho những diễn giả khác. Vâng, rất là cảm ơn. Như vậy là chúng ta có hai cái câu chuyện. Một câu chuyện tôi cũng rất là đồng ý về chị Phương á. Văn bản thì đầy đủ, chiến lược đầy đủ, mọi thứ có rồi, nhưng mà không phải dễ làm. Đó là câu chuyện từ quản lý nhà nước. Và câu chuyện thứ hai của thầy là đó, nhìn thấy thế có rất nhiều lựa chọn, dừng hay đi, đâu phải dễ. Cho nên ý những câu chuyện đó là từ quản lý nhà nước cho đến những người thực thi đều như vậy. Và tôi nghĩ có một câu chuyện số 3 cũng rất là hay và rất là muốn chia sẻ về của từ chị Hương. Chị là người Huế, chị ra khỏi Huế, chị ở và chị quay lại Huế, và chị có nhìn doanh nghiệp Huế như thế, tại sao sản phẩm Huế không ra được thế giới tất cả mọi thứ, và chị rất đau đớn. Và tôi nghĩ là mời chị Hương với một cái chia sẻ là hành trình của chị, hoặc là những cái chia sẻ của chị. Xin mời chị Hương. Trước khi mà chia sẻ cái vấn đề rất là ngắn gọn, bởi vì thời gian cũng không có cho phép nhiều, thì cũng cảm ơn anh Cương cùng tất cả các ekip ở trong cái hội trường, cũng như là tất cả các quý vị khách mời cùng tất cả các bạn trẻ đã bỏ rất là nhiều cái thời gian đến đây để mà nghe những cái gì và chia sẻ được những gì trong khả năng có thể được. Thì mình cũng chia sẻ một chút đỉnh thôi, những cái kinh nghiệm. Cho thực ra thì ở đây các vị già và cả những các anh các chị đã qua rất là nhiều cái trường lớp mà thành tài, và có rất là nhiều cái kiến thức được trau dồi của xã hội cũng như là của chính phủ, của văn hóa, của mọi nơi khác nhau. Còn mình là Hương Trương, mình là bay từ thủ đô Washington DC về Việt Nam, có rất là nhiều dự án cũng giống như những cái chương trình dạng như là khách mời, cũng rất là hân hạnh được anh Cường mời đến đây
để mà có một cái buổi chia sẻ giao lưu cùng tất cả các bạn trẻ. Thì mình sẽ không có nói về cái vấn đề mà quá lớn về một cái xã hội mà nằm ở một cái tốc độ hiện đại quá sức là lớn. Khi mà mình rời khỏi Huế thì mình nghĩ chắc có khoảng gần 40 năm, mà mình đi sang nước ngoài khoảng 20 mấy năm. Thì cái quá trình khi mình trở về lại Huế thì mình thấy không có gì thay đổi. Thật sự là như vậy. Một cái điều mà mình cảm thấy rất là vui là Huế nó không thay đổi. Có nghĩa là vẫn giữ nguyên cái bản sắc về cái văn hóa và duy trì được một cái điều mà phải nói rằng là rất chi là mộc mạc và rất chi là đời thường. Đó là cái điều mà mình cảm thấy, cảm nhận là như vậy. Giống như ngày xưa mà khi mà mình thấy người nước ngoài các Tây rồi đi trên những cái đường phố chụp những cái hình ảnh những cái quê hương đồng quê rất là nghèo khổ, thì mình nghĩ trong đầu mình mọi người này chắc đầu óc không bình thường, tại sao mà những cái quả sức là như vậy, mà tại sao là người ta là yêu thích đến như vậy. Nhưng mà khi mình đi ra nước ngoài rồi mình đi đến một cái thế giới quá sức là lớn và một quả sức là một cái dùng cái từ là vĩ đại đối với con người, mà nhất là cái người Huế thì quả sức là lớn rồi. Thì khi mình trở về rồi mình mới thấy là cái quê hương mình quá sức là đẹp. Cái đẹp ở đây là không đòi hỏi là phải là quá sức là hiện đại và những cái gì mà là quá lớn, mà cái đẹp ở đây là cái chân chất, cái quê hương, cái văn hóa. Đây mình không có dám nói là trên tất cả các lãnh thổ của Việt Nam thì mỗi vùng miền đều có một cái văn hóa và có những cái rất là đặc biệt khác nhau. Nhưng mà riêng cái vấn đề mình là người Huế, gốc Huế, mình vẫn luôn nghĩ rằng là Huế là một trong những cái di sản mà tất cả chúng ta ngồi đây hầu như là không bao giờ nghĩ tới. Biết nhưng mà không nghĩ tới. Lý do tại sao? Tại thứ nhất là cái nhìn rất là hạn chế. Cái thứ hai là người dân ở Huế quá sức là khó khăn khi mà đầu tư bất cứ cái ngành nghề gì. Cũng giống như hồi nãy mình tới hơi sớm, có em Mai cũng tại Huế, thì em cũng có một cái câu nói chuyện trao đổi. Cuối cùng em chỉ nói một câu rằng là Huế chỉ có ngồi đời cụ trợ thôi. Mình nghe mình thấy cảm thấy như là mình là một cái người Huế, mà mình thấy như vậy là tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình có một cái điều gì đó nó hơi là rất là nó bùi ngùi, mà mình cảm thấy là mà nó rất là thực tế. Ví dụ như giờ chứ mình nói rằng là có một số quý vị đi ra nước ngoài trở thành một chuyên gia, ông này bà kia, hoặc là trở thành một cái người gì đó, một cái nhân vật gì đó rất là nổi cồn trên thế giới. Người ta không bao giờ thừa nhận họ là cái người Huế. Tại sao? Tại họ cảm thấy là một cái điều gì đó nó rất khổ cực và nó nghèo nàn, và thậm chí như khi cái tiếng nói họ cũng phải đổi luôn. Họ không còn muốn nói cái giọng Huế nữa, tại vì họ cảm thấy một cái cảnh tượng là vô cùng một cái gì đó là họ sợ đến cái mức độ mà họ, giống như là vừa rồi ở Mỹ là cái cơn dịch hoặc những cái cơn bão, những cái người mà còn Huế vẫn đi mua gạo cơm mà mua chất đầy nhà luôn, tại vì cái cảnh mà cái khổ cực của cái bệnh dịch, cái lũ lụt, cái chiến tranh nó triền miên, nó làm cho cái con người mình cảm thấy sức là rất là lo sợ. Cho nên là cái cuối cùng là khi mình trở về đây là mình thấy mình làm được cái gì cho cái đất nước này chắc chắn mình sẽ không làm được. Tại vì sao? Tại vì bây giờ là mở cửa rồi, chính phủ là làm rất là nhiều thứ cho cái đất nước. Nhưng mà mỗi cái vùng miền, mỗi cái nơi, mỗi cái sắc tộc có một cái văn hóa riêng. Mà riêng ở Huế là mình rất là thích. Tại có những cái bảo tàng, phải dùng cái từ là mình nói là bây giờ không thể nào mà đem ra để mà mua bán hoặc là xây dựng nó lên bằng một cái kiến trúc hiện đại được. Đó là cái điều mà mình nên hạnh diện, nhất là người Huế. Thứ hai nữa là những cái mà thủ công mang tính cách là văn hóa duy trì nhưng mà không phát triển. Lý do tại sao? Giống như giờ chừng mình từ nước ngoài về, mình muốn mua những cái sản phẩm mà mang tính cách là làm bằng tay, bằng thủ công, mình mua từ đâu? Chỉ có hai nơi là cái văn hóa duy trì lớn nhất, đó là Hà Nội và Huế.
Nhưng mà cái thủ công của Hà Nội mang một cái văn hóa khác, mà Huế là mang một cái đặc trưng, nó nằm trong cái tầm đẳng cấp của thời phong kiến vua chúa, thì cái đó là cái văn hóa rất là cao. Nhưng mà ví dụ giờ chứ mình nói là bây giờ tôi muốn làm cái sản phẩm này để bán ra nước ngoài, ai là cái người mua? Mình là có đầu vào rất là nhiều, làm một cái nơi là coi như là quá sức là nhiều để mà làm ra sản phẩm, nhưng mà ai là cái người tiêu thụ đầu ra cho mình? Đó là một điều rất là khó. Nhưng mà quý vị nên nhớ, khi mình ở nước ngoài rồi mình biết tất cả những sản phẩm của Việt Nam bán qua này, Lào này, Thái Lan này, Malaysia này, họ làm mới lại, họ tái tạo nó lại, họ hoàn thiện lại cái sản phẩm đó, bắt đầu mà xuất qua Mỹ. Tại sao mình không làm một cái sản phẩm nó hoàn thiện, không cần bán cho ai hết? Quý vị chỉ cần đưa vào thị trường Mỹ là thị trường của thế giới. Mỹ có 50 tiểu bang là 50 nước, mà là một cái tiêu chuẩn, phải nói là một nguồn cung cấp rất là lớn và rất là vĩ đại. Cho nên mình không cần bán qua các nước Á Châu, mình làm hoàn thiện một cái sản phẩm và mình đưa thẳng qua Mỹ. Chứ còn mà bây giờ mình bán qua Thái Lan, Thái Lan nó hoàn thiện lại, bắt đầu là xuất qua Mỹ, là để made in Thái Lan. Mà trong cái sản phẩm của mình, tre nữa của mình, tất cả các thứ là đều của mình hết, mà mình không có biết. Cho nên ở đây hôm nay mình chia sẻ với một điều là không phải là giống như em kia nói là ngồi đợi để mà cứu trợ, mà là mình làm cách nào để có một cái đời sống căn bản nhất của người dân Huế. Rất là đơn giản. Ví dụ như một người làm về nón, thì mình sẽ mở một cái showroom giống như là một cái không gian như vậy thôi. Bắt đầu là những cái nón là bắt đầu mình đưa lên trần nhà, mình thay thế những cái lá phong, là hẳn là cũng là một cái kiệt tác của mình rồi. Hàng thô thôi mà nhưng rất là đẹp. Thì khách tham quan là tới cái wow, thì ra là những cái nón này người ta làm để thiết kế một trang trí như vậy rất là đẹp. Thật sự là như vậy. Hoặc là có những cái giá dùng, những cái gì mà cần thiết, thì mình cố gắng, thay vì như mình làm ra 1.000 cái sản phẩm đó để mình bán qua Thái Lan mình lấy tiền liền, thì mình làm 100 sản phẩm, mình đưa ra một cái nơi mà tiêu chuẩn nó cao, thì cái giá trị sản phẩm của mình bắt đầu nó lên. Thì bây giờ hiện tại á, Huế đang cần cái gì? Người dân Huế khả năng họ làm được cái gì? Chỉ có những đồ thủ công thô sơ và những cái đồ mà chung quanh mà mình trồng trọt được và mình làm ra được những sản phẩm đó, thì mình nên cố gắng duy trì được cái ngành đó. Chứ đôi khi mình cứ nghĩ rằng thôi chán quá, đi vô Sài Gòn làm cho rồi, kiếm tiền nhiều hơn, làm công làm thuê làm mượn, chứ ngồi đây làm những cái sản phẩm như vậy thì bị khôi nào mà mình giàu có. Đó là một cái điều đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà cái giá trị của mỗi cái nó khác nhau. Giống như là các anh các chị ở đây có thể là tiến sĩ, có thể khoa học gia, họ làm tiền không nhiều bằng doanh nhân đâu, nhưng họ có lý tưởng, họ làm cái đó để cái gì, họ học lên từ đó để cái gì, để mà họ có một cái lý tưởng, để họ đem những cái tinh hoa mà họ học được để họ xây dựng cái đất nước. Chứ không phải là mình học lên tiến sĩ là mình làm nhiều tiền. Bù lại những doanh nhân thành đạt gần như học không cao. Tại sao họ học không cao? Họ không có những cái bằng cấp, họ không có cơ hội đến trường nhiều, và họ không có cái khả năng để mà ngồi được ghế nhà trường họ học cao. Nhưng mà ở trường đời người ta học được rất là nhiều cái kỹ năng để mà họ kiếm tiền, thì nó bù qua kẹo lại. Cho nên mà mình đừng có vì cái điều đó mà mình cứ nghĩ là bây giờ mình không đủ khả năng học cao, bây giờ mình muốn làm một cái gì đó là mình rất là sợ. Không có giới hạn. Tất cả những khả năng, cái yếu tố con người của mình, muốn biết khả năng của mình như thế nào là mình tự khai thác, và mình phải có một cái mục tiêu. Ví dụ như cái đầu tiên căn bản mình muốn thành công hay làm bất cứ một cái ngành nghề gì, cái đầu tiên là mình thử sức của mình là mình có làm được không. Cái việc đơn giản nhất, trong vòng 7 ngày mình ăn chay, không có ăn mặn, mình ăn có được không? Nếu mà mình vượt qua cái thử thách đầu tiên mà mình làm được trong vòng 7 ngày mà mình ăn chay, mình bỏ ngang đồ mặn như vậy, tự nhiên mình vượt qua được cái đó là việc gì mình cũng làm được. Đó là một cái thử thách rất là đơn giản.
Còn mà tới ngày thứ tư rồi mình đếm, ô còn mấy ngày nữa ăn mặn, còn mấy ngày nữa ăn mặn, chắc chắn mình sẽ không bao giờ mà làm được. Đó là cái vấn đề mà nó rất là thực tế. Đó. Cho nên là cái vấn đề, cái nhu cầu bạn có muốn thành công hay không đó, là bạn phải tự hỏi mình là khả năng của mình làm được hay không. Ví dụ như giờ trừ là một anh lái xích lô thôi, mà đi quanh của thành phố Huế, thì đi mình nghĩ là bao nhiêu tiếng đồng hồ, mình ngủ là 8 tiếng đồng hồ, tổng cộng đi khoảng 12 tiếng đồng hồ. Anh đạp thì cái sức của anh đạp bao nhiêu thì anh mới kiếm được chừng đó tiền. Bây giờ anh còn muốn hơn cũng không được, tại vì cái khả năng, cái thời gian của anh chỉ có chừng đó thôi. Thì mình không thể nào đi qua được, bằng cách như thế nào, làm cách nào để có nhiều tiền hơn. Thấy, anh nghĩ ra có hai luồng, tích cực và tiêu cực. Cứ nghĩ trong đầu là thôi cả đời người ta mà tới du lịch một lần, thôi chặt một lần cho nó xong luôn, lấy tiền là tận sau, cả đó là mình chết. Từ mình hủy hoại cái giá trị của cái người Huế mình. Ví dụ như mà đi về một ngày là đó, một người người ta nói rằng là thầy Huế thương thật. Rất là nhiều cái vấn đề mà cứ nói tới, mà bắt đầu từ tháng 9 cho tới tháng 1 là bắt đầu là cả thế giới nghiêng về Huế. Là đặc biệt thế nghe, miền Trung thì mình không nói, nhưng mà đặc biệt riêng Huế là khi nào cũng sợ là đói, lụt tất cả mọi thứ. Nhưng mà người ta họ có cái suy nghĩ gì về Huế? Nếu mà tới Huế một lần, tới cho biết là nghĩ sao? Rất là đàng hoàng, rất là dễ thương, con người rất là hiền. Cái đó là original rồi, là nguyên gốc rồi. Nhưng mà tại vì có một số người quá khổ đi, bây giờ không biết cách nào, chỉ có là chặt chém kiếm được đồng nào hay đồng nào thôi, mình mất đi cái điểm, mất điểm liền. Mà mình phải cố gắng như thế nào? Giống như giờ chứ ngày xưa mình đi về là chặt mình chết luôn, là mình bảo ok. Nhưng mà bây giờ về thì cũng có một số anh từ này, thôi nếu mà đi như vậy thôi lại 30 ngàn thôi. Nhưng mà mình vẫn cho 100 ngàn. Mình vẫn luôn nói về cái người xích lô rằng là tất cả những khách đi du lịch cứ nên nói thẳng. Hoặc là ví dụ như con đường ngắn á, là mình cứ nói là em chở anh đi, nhưng mà tại vì cái đường này ngược chiều, em đi vòng qua tới đây, nhưng mà anh muốn cho em bao nhiêu thì cho. Bắt buộc người nó sẽ cho tiền gấp 2, gấp 3 lần. Thật sự, đấy là mình nói là đó là cái kinh nghiệm. Chứ đừng bao giờ cứ nghĩ là mình đi một vòng rồi xong mình tới đó mình lại cái số tiền cao hơn. Là nó đồng nghĩa giống như người ta bị gạt đó. Người ta cảm thấy người ta rất là một cái điều chính là người ta không có bằng, họ không có chấp nhận. Cho nên là cái điều rất là nhỏ, những cái chi tiết để làm nên một cái thành phố Huế là bắt đầu từ cái đó. Và nhắn cái cơ hội đấy là mình cũng rất là mong muốn anh Cường, ví dụ như anh Hằng là những quý vị nào lãnh đạo ở Huế, mở một cuộc thi vẽ một cái logo của Huế. Mình sẽ là người sẽ trao cái giải thưởng rất là lớn để cho tất cả các sinh viên, tất cả các em trên toàn thế giới được dự thi cái logo đó. Để làm cái gì? Mình bắt đầu thay da đổi thịt lại, thay một cái áo mới để cho mọi người trên thế giới biết là Huế đang làm cái gì, đang thi cái logo đó để Huế bắt đầu làm một cái mới. Thì bắt đầu thu hút các nhà đầu tư, thu hút tất cả những các nơi bắt đầu hẳn chuẩn bị nhìn về Huế. Huế đang làm cái gì vậy? Sí. Thì cái giải thưởng đó được tất cả các những vị có rất là nhiều kinh nghiệm về cái mặt thẩm mỹ cũng như là cái văn hóa để bảo vệ cái logo đó, để đưa cái logo đó, để khi mà người ta biết nói tới Huế là có một cái đặc trưng gì và một cái điều gì. Và cái logo đó nó sẽ được tất cả những sản phẩm được tiêu chuẩn đạt cao là sẽ được đóng cái logo này để xuất đi ra nước ngoài. Đó là cái điều mà quý vị nên cố gắng để mà làm như thế nào để được cái vấn đề đó. Mình sẽ hứa rằng mình sẽ trao một cái giải thưởng rất là cao để cái thấy được cái logo đó mà được cái giải thưởng. Thì mình cứ cho là 3 giải thưởng đi, nhất, nhì, ba. Ví dụ như vậy thì cái giải thưởng đó để cho nhiều người người ta sẽ chú ý về Huế. Và những cái nhà đầu tư cũng giống như những người mà xa quê hương rồi á, thì người ta họ không còn nản lòng về Huế nữa, mà họ luôn ủng hộ Huế. Nhưng mà bây giờ không biết như thế nào, quý vị cũng có tất cả các mạng lưới truyền thông, thầy cứ mỗi lần mà Huế là gửi một lần là 100 mấy chục tỷ
100 và lên cả ngàn tỷ tiền từ thiện. Tiền là từ đâu? Từ nước ngoài. Nhưng mà họ không biết những cái là như thế nào để mà viện trợ. Rồi cái điều mà người ta viện trợ đó có đúng hay là sai, hay là đúng cái mục đích hay là như thế nào. Cái điều đó là một cái điều rất là nan giải cho những người ở nước ngoài. Và cũng tội nghiệp cho những người đi làm từ thiện. Thật sự là bây giờ mình cũng không có biết là cái điều đúng hay là sai. Nhưng mà mình thấy một cái cơn dày sóng của truyền thông đã làm một cái điều gì đó mà cho người dân miền Trung nói chung và riêng người Huế là một cái sự rất là thiệt thòi. Đó là cái điều mà mình cảm thấy là như vậy. Nhưng mà cũng mình nghĩ rằng là tất cả những cái gì qua đây thì mình cũng như là một cái thông điệp. Bất cứ những cái gì mà từ nước ngoài muốn viện trợ cho Việt Nam đều thông qua tất cả các nơi, cơ quan lãnh đạo và những người có chịu trách nhiệm về mỗi cái phố phương và cái nơi đó thì mình nghĩ nó có vẻ tốt hơn. Tại vì cái vấn đề mà nó lộn xộn như vậy, nó dặn dắt như vậy, nó sẽ đưa đến những cái vấn đề rất là khó để mà mình nói đúng hay là sai. Ngoài ra thì mình nghĩ rằng là nếu mà phát triển ở Huế thì kêu gọi rất là dễ. Cả thế giới đều nhìn về Huế một cách rất là thương. Cho nên cái đó là cái lợi thế của mình. Và thứ hai là cái di sản văn hóa của Huế nó nằm ở một cái mức độ là nó ngang tầm về thế giới, là nó có tiên sử là vua chúa. Cho nên là cái điều đó chỉ có những người mà đi ra nước ngoài rồi á, người ta mới hiểu được cái giá trị của nó. Còn giống như hồi nãy mình còn nói là hồi xưa mình đi mình thấy người Tây đâu nữa đó, chụp mấy cái hình nhà quê máy lạ, mình cái chắc này nó khùng, này nó tự nhiên nó lại thích mà cái gì điên rồ như vậy. Nhưng mà khi mình ra nước ngoài rồi, cái tốc độ hiện đại rồi, bây giờ mình về mình thấy quá đẹp. Thật sự đẹp dễ sợ luôn, mà ngày xưa là mình nhìn mình thấy quá kinh khủng. Mình thấy cái gì mà nghèo khổ mới tới cái đó. Cho nên cũng giống như anh ở đây là anh ở nước ngoài thì ở Việt Nam mình nghèo khổ mày đi xe đạp, nhưng mà ở nước ngoài giàu mày đi xe đạp, tại vì thảnh thơi có thời gian đi chơi, còn xe hơi là đi cày. Còn ở bên này ngược lại là có xe hơi mới là đẳng cấp giàu có, còn mà đi xe đạp ai mà đi, nghèo khổ mới đi. Nhưng mà có một điều mà quý vị nên nhớ rằng ở nước Nhật á, người ta cái sức khỏe người ta rất là tốt là do cái môi trường của họ tốt. Ta đi toàn xe đạp không? Tại vì cái chu vi diện rất là nhỏ. Mình hình dung mà Huế mà trở thành một cái thành phố đầu tiên tại Việt Nam về chất lượng sống, đời sống rất là tốt. Đi xe đạp, phát triển bằng xe đạp, tại vì rất là nhỏ. Môi trường cây đồ còn nguyên thủy, mình thấy rất là tốt. Cho nên là quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng Huế là sẽ chết chìm trong cái đau thương và cái ngồi đã đời mà viện trợ. Đừng bao giờ nghĩ cái chuyện đó. Mình nghĩ nếu mà cái thông điệp này được đi ra các thế giới và các bè bạn và những nhà đầu tư á, thì mình nghĩ trong tương lai cỡ khoảng 5 năm trở lại thôi, Huế sẽ thay da đổi thịt. Chắc chắn cái điều đó xảy ra. Thì mỗi người dân ở Huế phải ý thức được rằng là mình đang ôm một cái di sản rất là lớn, nhưng mà mình không biết làm cách nào để mở nó ra và khai thác nó ra. Ít nhất ra là mình phải có ý thức được chỉnh mình trước, sau đó rồi mình cố gắng đưa cái sản phẩm mình lên để mà trình làng những cái hội họp, những cái nơi mà truyền thống để mà giúp đỡ cho mình để nâng cái giá trị đó lên. Ví dụ như giờ chờ bên truyền thông có thể nhấn cái giá trị của một cái sản phẩm của doanh nghiệp ở đây lên, nhưng mà cái chất lượng của mình không bảo đảm thì hẳn chỉ có xuất một hai lần thôi, còn là cuối cùng là vẫn không được. Cho nên là cái ý thức mình muốn duy trì cái sinh tồn của mình và cái văn hóa của mình để người ta biết nói tới Huế. Wow, nhìn cái logo thôi là bóc bò trong giỏ. Giống như bây giờ mình đi qua các nước mình thấy Made in USA là cứ bóc bỏ vô thôi, không có cần biết là như thế nào, nhưng mà cái tư tưởng và cái tâm lý nó đã ăn sâu ở trong cái tiềm thức của mọi người là cái sản phẩm của Mỹ là tại vì chất lượng nó quá cao. Chứ bây giờ mình nói tại Việt Nam, mình là người Việt Nam mà khi mà cầm một cái sản phẩm từ Việt Nam ở nước ngoài không dám mua.
Nhưng mà về sau này người ta xài sản phẩm Việt Nam rất là nhiều. Tại vì cái chất lượng khi mà xuất qua Mỹ á, thì nó rất là cao. Nhưng mà tại vì mình đi rất là nhiều cho nên mình mới thấy cuối cùng tất cả những sản phẩm của Việt Nam bán qua Lào này, Thái Lan này, Campuchia, Malaysia là toàn bộ là đưa qua Mỹ hết. Người ta làm mới lại, người ta hoàn thiện lại, người ta xử lý lại hết tất cả những cái lỗi, những cái phần này kia bắt đầu xuất qua Mỹ. Quý vị cứ tưởng tượng là bán á, gấp 20 lần. Một cái rổ máy rất là nhỏ bán 20 mấy 30 đô. Việt Nam bán bao nhiêu tiền? Chịu khó đi, mình làm xử lý là lại cho nó gọn gẽ chút xíu cái là mình làm lên, tự nhiên mình tự hào về cái người Việt Nam mình, cái thủ công rất là đẹp và có một cái gì đó chất lượng, thì mỗi cả chút là mình làm nên một cái thương hiệu của Việt Nam và làm nên một cái gì đó cho Huế. Chứ bây giờ mỗi người cạnh tranh riêng là tôi thích làm cái này để giá rẻ hơn, anh thích cái này làm giá rẻ hơn, thì cái điều đó, cái sức cạnh tranh đó là cái điều tốt. Nhưng mà mình để nhớ một điều, mình cũng là từ một doanh nghiệp nó thăng trầm từ cái thấp cho đến cái cao và trải qua rất là nhiều cái sóng gió và cạnh tranh rất là khốc liệt. Ở một cái xứ sở là coi như là phải nói là nước Mỹ là một cái xứ là rất kinh khủng, mình đi qua hết rồi. Cho nên là những cái đó là những cái mà đúc kết lại những cái kinh nghiệm để mình chia sẻ ở đây cùng tất cả quý anh chị. Chứ không phải là mình là một người sinh ra là coi như là thành công liền, tài giỏi là lại được học hành hay là được một khối tiền ở trong tủ đổ ra để làm ăn không. Tất cả chúng ta đều đi qua những cái giai đoạn khó khăn, những trượt ngã, những cái vấp ngã, những cái coi như là không thể nào mà tả nổi, là sức đau ố trạng chứ không có hay trớn á. Nhưng mà đều cái mà mình vượt qua là cái ý chí của mình. Cái điều mà mình làm được không phải cho chính bản thân mình, mà mình làm được cho cái điều mà ước mơ của mình, rồi cho cái thế hệ nội tiếp của mình, rồi sau đó mình phải giúp đỡ gia đình của mình, bà con anh em, những người xung quanh. Và cái điều cốt lõi nhất là khi mà các bạn thành công rồi ấy, cái điều mà tất cả ai cũng đều sẽ có và cũng sẽ đi qua. Hôm nay các bạn ngồi đây nhưng mà sẽ một ngày nào đó các bạn sẽ nghĩ lại là thấy là điều đó rất là đúng. Bắt đầu khi mình lớn tuổi rồi mình chậm lại, bắt đầu mình nghĩ về lại quê hương, về những cái cội nguồn của mình và cái tiên sử của mình. Cho nên là ngày hôm nay các bạn nên quỹ cái giá trị đó, cố gắng duy trì để cái thế hệ nội tiếp của mình nó biết. Chứ đến khi mình qua đời, ông bà ông mẹ mình rồi đến thời mình rồi sau con cái rồi đi lưu vong các nơi là mất gốc hết. Về nhìn Huế cái gì chỉ có những cái lăng mộ vậy thôi, không biết được là cái gì. Nhưng mà có một số em rất là hay nói về cái văn hóa của Trung Quốc hay là văn hóa của Nhật hay Hàn Quốc, biết rất là rành. Phim ảnh nhiều quá, người ta truyền thông, người ta nói hết tất cả những cái điều đó ai cũng biết. Mà nói tới Việt Nam, thậm chí mình là con người Việt Nam này, nói Cà Mau ở đâu không biết, có tới đâu mà biết, chưa bao giờ tới. Cho nên mình cũng không biết. Thì bây giờ mình muốn tìm hiểu là như thế nào, ở Cà Mau có cái gì đặc biệt cho mình tới. Ồ, ở tại đó nó có cái đó, nó đặc trưng của Cà Mau, bắt buộc người ta phải đến đó. Khi mà nói tới Cà Mau là phải đó cái đó. Tới Đà Nẵng là phải Đà Nẵng, nó phát triển quá lớn, trong với mình cách nhau có một cái đèo thôi. Mà Đà Nẵng là quá sức, là đi quá sức là nhanh. Huế đang chậm lại. Không phải là chậm lại, nhưng mà nó có nhiều cái vấn đề, nhất là về cái địa hình, nó là thời tiết, là có nhiều cái vấn đề rất là hạn chế, nó chưa cho phép. Ngày hôm nay sau khi cái buổi mà chia sẻ này rồi, mình rất là hy vọng anh Cường cũng như anh Hằng với các quỹ cấp lãnh đạo ở tại Huế tổ chức cái cuộc thi đầu tiên là logo làm cho Huế, rồi sau đó rồi bắt đầu mình sẽ đi từ từ chuyển hóa từ từ, thì hy vọng trong tương lai thời gian gần nhất mình trở về lại Huế, mình sẽ trở thành một nhà đầu tư hoặc có thể là trở thành một cái người chia sẻ những cái gì mà mình có những cái kinh nghiệm được học hỏi từ các nước, thì mình có thể chia sẻ cùng tất cả các bạn. Thank you. Hiện của chị Hương
À, như vậy thì ấy, qua cái câu chuyện của chị Hương thì cũng thấy được ấy, là tất nhiên có một việc là sẽ làm ngay. Và thực ra hôm nay, câu chuyện ngày hôm nay thì có này có anh Trì đang ngồi đây, phó phòng kinh tế của thành phố, thì là cũng là đưa các sản phẩm ở đây như là chị Phương cũng thấy, chị Hương thấy, và cũng rất mong muốn làm sao từ Huế đi ra ngoài, thì đó là thực sự mong muốn. Và để làm cho được ấy, thì cần rất là nhiều nguồn lực và cần cái sự nỗ lực. Và hiện tại đến giờ như cái bài của trên mặt chị Hương thì đội này cũng kéo cả nhóm anh Hà vào để bắt đầu làm thay đổi tư duy về thiết kế này kia, rồi qua ý của chị, qua ý của thầy. Thì tôi nghĩ có một cái ý kiến nữa, ok. Rồi chị nói thêm ý nữa. Một điều này rất là quan trọng, nãy giờ nói mà quên lận. Mình sẽ ủng hộ và đầu tư, mình muốn khôi phục lại cái áo dài truyền thống của Việt Nam, mà nhất là Huế. Cho nên mình muốn các bạn trẻ có thể tranh tài thi thổ cũng được. Mình sẽ trao một cái giải thưởng rất là cao. Và là cũng chia sẻ là có mình có thêm chút xíu ý kiến để mà thêm vào một chút hoặc bớt ra một chút để mà hoàn thiện một cái áo dài truyền thống. Đó là cái điều mà mình rất là mong muốn. Tại vì sao? Tại vì ví dụ như là ở Việt Nam hoặc là các nước đó, người ta họ đi ví dụ như qua Trung Quốc là một cái áo biểu tượng sườn xám, hoặc là đi qua Nhật Bản thì cái kimono, hoặc qua bên Hàn Quốc thì áo hanbok. Tất cả mỗi cái quốc gia có một cái áo truyền thống, mà riêng Việt Nam mình chưa có cái áo chính thức truyền thống. Ví dụ như mình hơi tròn tròn, cái size hơi bự, thì ví dụ như mặc cái eo thì nó không có được. Cho nên là mình có một cái idea là các bạn nếu mà muốn thiết kế một cái áo truyền thống là lấy nguyên cái original của nó, là cái bản gốc, là phần trên này á, là nó nguyên thủy, và từ ở dưới hơi xòe ra một chút để các bạn, những người lớn tuổi có thể mặc được, và có thể là đi ăn đầm cưới, giao lưu văn hóa, họp hội, hoặc đi ra các nước phối theo tất cả các dạng khác nhau để người ta mặc được. Chứ đừng bao giờ mà mặc cái tay dài rộng nó đi lệ, cái đó là chỉ có trình diện sân khấu thôi. Cho nên quý các bạn ở đây phải chú ý lại về cái vấn đề là chút xíu. Thì nếu mà có tham gia cái buổi mà cái chương trình đó thì mình sẽ bay về đây và cũng sẽ tham dự. Thank you. Rất cảm ơn. Rất là hay. Như vậy có hai cái sáng kiến, thứ nhất cái logo rất là hay, và cái áo dài thì chắc chắn rất cảm ơn chị. Chắc một lát nữa thì tôi nghĩ có thêm một cái chia sẻ nữa, bởi vì những cái vấn đề của chị Phương, chị Hương và thầy thầy Thành thì thực tế là cũng Huế đang có làm và có khó khăn đó. Ví dụ như có thể có cái đang đi, có cái đi sau, thì tại sao nên như thế. Một số như vậy thì rất là muốn chia sẻ từ phía anh Hằng, là một người về nghiên cứu văn hóa Huế nhưng mà rất là thực tế để trải nghiệm ra về cụ thể, thì rất muốn mời anh chia sẻ ngắn về này, trước khi sau đó là sẽ mời quý vị khán giả thì có cái chia sẻ trao đổi với các thầy diễn giả. Dạ. Xin chào quý vị. Tôi xin đi những cái chuyện rất là thực tế. Có thể ba cái chữ then chốt hôm nay là khởi nghiệp văn hóa và công nghiệp văn hóa. Công nghiệp văn hóa tôi nghĩ một cách đơn giản thế này: đưa những cái giá trị văn hóa vô trong những sản phẩm, và sản phẩm nó được kỹ nghệ hóa. Kỹ nghệ hóa trên nhiều phương diện, một là tư duy, hai là quản trị, thứ ba là kỹ nghệ. Tôi có một cái thống kê, từ đời tôi hay lắm, cuộc đời mình có bốn thứ mà tất cả mọi anh chị đều dính vào cái đó hết. Một là đồ ăn, hai là đồ dùng, ba là đồ chơi, bốn là đồ cúng. Và văn hóa là gì? Văn hóa là một cái thứ nó khác những cái nó hơn nhau ở câu chuyện. Ví dụ như cái bút này ra ngoài mua 40.000, nhưng người yêu cũ tặng thì nó còng một dấu còng, ông bố tặng nó còng 5 dấu còng, mà ông bố đang còn ông nội tặng nó còng 10 dấu còng, và ông nội tặng xong nội mất thì nó thành kỷ vật, đồ vật nó thành kỷ vật. Cho nên chúng ta có những câu chuyện để đưa vào trong sản phẩm đó gì? Chúng ta có một cái hệ sinh thái tự nhiên, chúng ta có một cái hệ sinh thái nhân văn, thì cố gắng làm sao hai cái yếu tố đó nó đưa vào trong sản phẩm. Chị Hương nói là đúng. Ví dụ như chúng tôi ngày xưa đói mà, sinh viên mà nó tồi tới mức là ăn xong đi
đi tới nhà bà con, họ mời ăn, mình vẫn ngồi ăn lại bình thường. Lúc đó ăn một củ khoai á, là phải giấu. Vì sao? Nó là được cho là chỉ số của sự nghèo. Nhưng bây giờ các bạn thấy không, đi ô tô khoảng 2-3 tỷ, mở cửa cái sạch, bước vô quán, quăng ra giữa bàn một cái dĩa đồ cũng có hồn, mà rất tự hào. Vài hộp đậu phụng, củ khoai, củ sắn, đôi nữa là cái mắm cũng có hồn đó, trái bắp và organic. Cho nên đồ ăn, nhưng đã cộng thêm một cái chức năng văn hóa, thì nó có một cái thằng dư văn hóa rất là cao. Chúng tôi đã từng tư vấn các bạn biết dân nông nghiệp, nó phân biệt được trứng gà để ấp ra gà trống và gà mái. À quên, con gà con ra gà trống gà mái. Và đối với dân Huế chỉ có 4 mua gà trống thôi là họ làm giàu. Bởi con gà nó không còn là đồ ăn nữa mà là đồ cúng. Đầu năm là cúng đầu năm nữa. Tháng 2 là cúng đất nữa. Tháng 8 là cúng đất nữa. Cuối năm là cúng tất niên nữa. Con gà trống lúc nữa nó không còn là một con gà trống nữa. Cho nên đầu gà mã lớn là nó mang cái giá trị rất là độc. Cái phương cúng các anh chị thấy dân Huế không? Trước vườn có cái phương cúng, nó là giá trị văn hóa đấy. Còn bỏ 5.000, 10.000 các bạn biết bạn quanh không? Mưa bão chiến ảnh hưởng hết đó. Và tôi đây có một anh bạn là tiến sĩ Trương Đình Bảo Long, một chuyên về tài chính. Nhưng cái tài chính của ông này nó không đáng nể. Mà tôi nể ông này là gì? Ông này là ông chơi đồ chơi và đồ cúng. Ông là dân chơi cổ vật. Và những cái giá trị cổ vật đó nó sẽ vô cùng kinh hoàng. Và xin thưa các anh chị, tụi tôi văn hóa có những phép thì tôi dột ngay trước, tôi dột tám và là dột toán nhưng không mê toán. Nhưng sau khi làm việc tôi thấy dân toán nó thương thôi, thằng văn hóa nó mới ghê. 1+1=10 mà anh tỉnh đáp. 2-1=10 có nghĩa là gì? Thằng này chơi cái cành đồ chơi mà 10 triệu mua về để đó. Nó mới nghiên cứu hình hài cấu trúc, nghệ thuật trang trí, biểu tượng, màu sắc, chất liệu. Nó mới bỏ vào dưới một cái chậu hài hoa 2 triệu nữa. 10+2=50. Nó tốn vinh cái chậu cái cảnh lên một cách đẳng cấp. Và cái chậu nó 50. Nhưng tình cơ nó đi một cái phương nào đấy, nó thấy một cái cây tương tự như vậy, nó bằng mọi giá nó mua về, nó đặt 2 cây lại 1, thì nó thành 200. Nó không phải 50 còn 50 nữa mà 200. Và đương nhiên trở lại ngược, thời xưa ông Nguyễn Du, ông A, ông B có đi sứ bên Trung Quốc á, có đặt hàng kỳ cựu, kỳ kiệu. Bây giờ hiện nay nó 5 cái, giang hồ nó định, trong Bạc Liêu 1 cái, Cà Mau 1 cái, hải ngoại 1 cái, Bắc Kỳ 1 cái, Huế 1 cái, 4 cái kia nó bể hết rồi, còn 1 cái à. Làng lồi tìm ra một cái thứ hai thành một cặp có thể 1.000 đô, 10.000 đô, nhưng bể một cái, thì cái còn lại trở thành 100.000 đô hơn năm. Các bạn vừa rồi coi mấy cái sang đấu giá ở châu Âu, trời ơi, cái tranh mỹ thuật Đông Dương, tranh Huế, bây giờ tranh của cụ Tôn Thất Đào không ai mua nổi luôn. Đó là một loại đồ chơi, một loại đẳng cấp rất là cao. Và tôi cho rằng Huế là cái nơi nó từ một cái vai trò kinh đô, nó đã chứa đựng những cái giá trị rất là tinh hoa, và chúng ta bị một thời gian dài nó bị ngắt quãng, và bây giờ nó bị tự tản đi. Thì việc giai đoạn hiện nay là chúng ta phải tụ hồi nó lại để kết tinh nó trong những sản phẩm. Để làm gì? Chúng ta có một cái bộ đồ ăn, có một bộ đồ dùng, có một bộ đồ chơi, có một bộ đồ cúng rất là độc đáo. Mà cái thị trường nó rất là hay. Chúng tôi có in một cuốn sách của ông François Julien, không có bản sắc văn hóa. Đọc cái tiêu đề là ai ưa cãi nhau hết. Nhưng đọc xong ông nói à, thế nào là bản sắc văn hóa. Cho nên ai cũng phải tự khẳng định chính mình. Và cái khẳng định chính mình đó, nó sẽ là một cái tướng quan rất hấp dẫn đối với những người khác, với những cộng đồng khác. Và cái khoảng cách không phải là ở hai chủ thể, mà khoảng cách nằm giữa hai chủ thể. Và những chủ thể, những cộng đồng đó phải có cách để mà liên thông với nhau, để khẳng định mình. Và đó chính là ông khẳng định là không có bản sắc, nhưng nó có một cái đồng năng văn hóa, nó có một cái trợ lực văn hóa. Và Huế cái đó là cái rất là nhiều. Thì chúng ta, tất cả những cái nền đó nó giúp cho ta có một sự khác biệt. Cho nên thiếu cái gì thêm cái đấy. Đấy, giống như chị Hương nói rằng cuộc đời nó lồng quăng mà. Chúng ta là đất nước nông nghiệp, ăn rồi là đi đò thôi. Sáng thì có đi ngựa ha. Sáng hơn nữa thì có đi võng, đi kiều. Cho nên vì sao mà tai nạn giao thông nó nhiều? Vì chiếc xe nó mới quá. Nó mới xuất hiện một thế kỷ. Từ chiếc xe đạp ông Thành Thái đem về, ông Thành Thái mua về một chiếc ô tô,
cho mấy thằng tiến sĩ vinh quý bãi tổ là chạy quanh quanh ngơ đồng thành vòng hoài. Tiến sĩ chỉ có tô đầu tiên chạy, và cho tới bây giờ chúng ta nạp nhanh có mình suy nghĩ chúng ta chưa kịp, chúng ta vẫn quen của thói đi bộ, chúng ta vẫn quen của thói đi đò, cho nên tai nạn giao thông rất là nhiều, đang đi buông buông rẽ phải chơi vậy thôi, không cần chi nhán chi đâu chứ đó. Thì nó thành những cái câu chuyện mà gì, chúng ta bị mất những cái chặng đường quá dài. Và cái điều mà chúng tôi rút ra là gì, chúng ta đừng có trách người nông dân, chúng ta không trách người thợ. Xã hội mình là xã hội nông nghiệp, từ xưa tới nay nó chi phối xuyên suốt hết. Cho nên có một cái hội nghị mà tôi phát biểu là vì cái yếu tố đất đai nó thành miền Bắc một cái tín ngưỡng ông Thanh Hoàng, và cho cái ông Thanh Hoàng nó chi phối mạnh ông, cho nên ông chỉ để ý tới đất thôi. Cho nên cái tư duy đó bây giờ cả nước chỉ cạp đất mãng à. Nhưng từ miền Nam đi vô có một bà mẹ xứ sở thì nghe nào có tư duy thông thương ra biển, cho nên buôn bán có lãnh thổ và lãnh hải, hai cái chi tiết nó rất hay. Và xã hội mình chủ yếu là người nông dân và trên là quan lại. Nghề mà đẹp nhất trong xã hội Việt Nam là nghề học hành để đến làm quan, còn lại là tất cả đều bị coi thường. Nghề thủ công bị coi thường, đi buôn là càng bị coi thường, con buôn mà đồ cũng buôn. Và chúng ta thiếu một cái tầng lớp trung gian xấu chuỗi. Người Trung Quốc họ có con đường tơ lụa, họ có con đường gốm sứ, nó đi cò vòng qua tới Ả Rập Ba Tư, nó lên Nga, lên đủ các thứ. Người Hàn Quốc nó có con đường nhân sâm, đó là tầng lớp thương nhân, nó giúp mang lại một nguồn lực cho đất nước và một cái tứ duy nội kết để đả thông kinh mạch trong cơ thể. Việt Nam mình có, Việt Nam mình chỉ có một con đường rất là đơn giản, đó là con đường mắm muối, trao đổi từ dưới biển lên núi hết. Và cái vai trò của thương nhân nó cực kỳ kém. Chúng ta có những con buôn mà chúng ta không có những thương nhân. Thương nhân là những người thương nghiệp, họ có tài kinh bán tề thế và họ có một khát vọng như là quân tử. Cho nên chỉ nói chính tôi bị, người quen tôi bị vào ăn một tẩy, uống một tẩy dừa trong di tích, ăn một cái kem trong di tích, nó làm cho 80.000. Một tẩy dừa là có 13.000 à, một chai nước khoảng là 3.800, vào đó bán 40. Các bạn thấy nhân lên tỷ trọng phần trăm là bao nhiêu? Dân kinh tế là đối với mình đó là gì? Đó là những câu chuyện. Cho nên một cái chữ minh bạch trong niêm yết giá, người làm du lịch mình chưa làm được thì mình khoáng nói chuyện gì hết. Và rõ ràng là gì? Cái điều đó nói chúng ta biết rằng Huế có quá nhiều tiềm năng, nhưng chúng ta có nhiều cái khoảng trống. Và ai sẽ là người lấp cái khoảng trống đó để đả thông kinh mạch, chống kinh mạch mình mà bị tắc á, bị sơ vữa động mạch, thì bây giờ ai sẽ là người khơi thông cái đó? Thì đó chính là doanh nghiệp. Và doanh nghiệp làm sao họ có một cái môi trường, họ có một cơ chế để kích thích họ làm chi, để họ phát triển lên. Tôi có trao đổi với anh Long ở Huế có những cái nghề, có những sản phẩm cực kỳ độc đáo, ví dụ như nghề thủ công tranh, cây cảnh, bonsai, đồ cổ. Chúng ta chỉ cần có những cái không gian sáng tạo, đúng của sáng tạo, chúng ta tổ chức những cái buổi sinh hoạt nói chuyện và kể cả một cái bảng đấu giá một cái cổ vật, lấy đó để dùng cho một cái quỹ học bổng, cho một quỹ từ thiện, một cái quỹ nhân ái, thì sẽ rất là độc đáo. Tôi có những anh bạn ở Huế, vào cái phòng của họ thôi là mình là tái mặt rồi, mình đi nhà nói khẽ mình sợ nó lỡ mà nó đùng một cái nó không biết bao nhiêu tiền, mình nghe họ tiền là mình tái mặt rồi. Thì đó cần được coi là một vật phẩm, một cái hàng hóa bậc cao mà người Huế phải xử lý và cố gắng. Tuy nhiên nó có hai mặt. Người Huế mình hơi cực đoan, mà tôi nói ví dụ mãi, có hai thứ mà rất cực đoan mà nó không phù hợp với xã hội, đó là con diều Huế và cây mai Huế. Chúng ta phải có một cái tháp phân khúc thị trường của sản phẩm. Chúng ta chăm chục một cái mai 10 triệu là họ có thèm chơi nữa, 20 triệu, 30 triệu trở lên mình gọi là đẳng cấp, thì ai mua? Ngài mua. Cái diều đó, con diều bán có 1,5 triệu, thì bây giờ chúng ta phải có những con diều 20.000 chờ lợn làm hết, con diều 50.000 chờ lợn làm hết. Mà chờ lợn ai là của Trung Quốc thôi, tư duy họ rất là giỏi. Con nít có tiền 20.000 ra mua nhiều giật giật 3 ngày vật được. Cái mai của Bình Định, Phú Yên 500.000 mình có thể chơi được, họ chỉ cần màu vàng thôi mà. Bữa 28 Tết đi chờ về bỏ ăn bàn chút, nợ 10 cái bông, 20 cái bông, 100 cái bông kệ. Trong 3 ngày Tết có hoa vàng, có lộc xanh là đẹp. Còn cái mai của mình 20 triệu, 50 triệu, 100 triệu thử chơi quá dữ, quá xa xỉ. Và chúng ta mất những cái nguồn lực mà khi mà để lại khoảng trống thì Bình Định, Phú Yên nó chen vào, diều nó chen vào. Cho nên chúng ta sẽ trở lại có những cái chúng ta mua dây buộc mình,
mà chúng ta không lấy một nguyên tắc của tiên nhân, gọi là lấy ngắn nuôi dài, lấy ngắn nuôi dài, chính nó làm cho cái nguồn lực của người thương nghiệp ở Huế nó rất là khó. Ví dụ như chị Hương vừa nói về tâm sự với cô kia, trong cái khó nó bỏ cái khôn, trong cái khó nó lọ cái khôn. Cho nên nó khó hay bỏ là tùy về cái cớ duyên và cái đó của mọi người. Cho nên khi chúng ta thấy người ta thành công, chúng ta đừng có nhìn giáo sư Trương Nguyên Thanh bây giờ, chúng ta phải nhìn giáo sư Trương Nguyên Thanh 30 năm trước, 40 năm trước, lên bờ xuống ruộng. Tôi rất là mê cái Thiếu Lâm Từ các anh chị. Đi học võ, mới đầu vô gọi là việc làm chi là gì? Chẻ củi. Thứ hai là xách nước, xuống dưới cái vực đó, cầm hai tay, cầm hai cái ngáo đó, lên đổ trong cái số này cho đây, cái thùng này cho đây. Có như lúc lên tới nơi lấn con nữa, vì thằng nào mà nóng nảy á, lấn con cái chín nước mày. Chẻ củi vậy, thằng nào càng nóng tính là nó đưa một cái gốc để bừa. Đó là gì? Đó là thời gian để luyện công. Nếu anh không đủ tri trí thì anh sẽ luyện công không thành. Và Thiếu Lâm Từ có chiếu rất hay, anh phải luyện công bậc 1, anh luyện bậc 2, anh lên bậc 9. Cái thằng nào mà nó ngửa miệng và nó bảo mình giỏi thế này mà cần gì phải học kiểu này, thôi lẹn lẹn luôn sau cái tang kính cả các ăn trộm cái binh pháp về luyện công làm tẩu hỏa nhập ma lên. Và hiện nay khởi nghiệp rất nhiều ông bị tẩu hỏa nhập ma vì mình nôn nóng quá. Tại cây là phải từ từ mới chín, còn nếu mình bơm thuốc là chín yếu liền. Cho nên dân Huế mình là họ rất là tôn trọng cái chuyện đó, và chúng ta sẽ từ từ từng bước mà chúng ta sẽ có được những cái kết quả. Đương nhiên hôm nay có cô nông nghiệp á, cô cứ nói cái chuyện sản phẩm. Xin thưa cả anh chị, bên văn hóa chúng tôi có một nguyên tắc này, chúng tôi không quá chú trọng tới sản lượng mà chúng tôi chú trọng tới chất lượng. Trời cho Huế một trời hành Huế một cái không gian thời tiết khắc nghiệt, đất đai xấu, nhưng từ cái trời hành đó nó có một cái trời cho là gì? Con gà ở đây nó vẫn ngon, đặc biệt là cái hệ cây dược liệu và dược phẩm đó, các bạn chị, nó ngon kinh khủng. Cái hệ rau hầm, rau hành, tiêu, ớt, tỏi, các loại rau thơm, chanh nó ngon cực kỳ, và mình coi đó là trời cho. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà cái sen Huế, cái hạt chục chúc này, và nó giá gấp 3 sen Đồng Tháp. Các anh chị mà đi Huế mà đi mua cho tôi được 10 kỷ măng cụt Huế là tôi khen giỏi đó. Thứ nhất là gì? Không có để bán. Cho nên họ có là họ dành cho người thân, tặng là một, cũng là hai, thứ ba là bán một cách rất là chân tình cho những người thân. Chứ đừng có nói là tôi mua, giống như mua sâm ngọc linh vậy. Thì trong cái khó đó, chúng ta cố gắng quên cái bỏ đi, mà chúng ta tìm cách chúng ta gỡ bằng cách là chúng ta lọ ra những cái khôn. Mà cái khôn đó chứ không phải là khôn lõi. Ví dụ như là thấy thằng đi ngơ, thấy bà Hương đi về có vẻ lâu lâu có dẹt nấu đi cái kiểu này, Việt kiều đấy, vô uống ra dừa quốc trăm liền. Vì rằng biết ba niếng bao giờ trở lại đâu, lâu lắm. Thôi mình phức được miệng gì hai miệng đó, vô tô bún chị mà chị thưởng thức cái tô bún đặc biệt của em nó tuyệt vời lắm. À được, đặc biệt, cái chữ đặc biệt nó rồi đó, một tô bún 40 ngàn, 30 ngàn, đặc biệt lên 90 mà không có gì hết, thằng công rửa đấy. Thay vì miệng cua thì người ta thêm miệng cua nữa, hai miệng. Và rất nhiều người bị cái đó. Cho nên người ta mất cái lòng tự trọng thì đừng có nói chí lòng tự hào. Và mọi người ở mọi nơi, anh sẽ là một sứ giả văn hóa. Cho nên mình có cái ám ảnh đó, người mình có ám thị mà. Tự nhiên mình tới cái vùng đất đó, mình gặp một cái người dễ thương là mình ấn tượng dễ thương. Nhưng mình chỉ xúi răng mà trong một triệu dân, mấy triệu dân đó mình gặp một thằng cá chợ. Có thêm thằng cá chợ thứ hai là mình khải quạt luôn, cái dân này là dân cá chợ. Cho nên cái lìa việc tôi có dạy mấy cái lớp về hướng dẫn về du lịch đó, tôi khuyên cả mọi người đừng có coi rằng đấy là nghề dễ kiếm tiền. Vì các anh là một cái người làm sứ giả văn hóa, cho nên cái chuyện biết là nó không biết, cái chuyện biết thì cố gắng nó biết và diễn đạt cho nó nhẹ nhàng. Chứ thôi mà nói bậy cả là người ta nói chết rồi. Rồi nó đem bao nhiêu cái ám thị xấu nó chụp lên trên đầu. Và cuối cùng thế này, Huế mà rửa. Ví dụ như hiện nay tai họa của Huế, của Việt Nam, ba chuyện, ba cái ngôi chợ tiêu biểu nhất, nó được coi là biểu tượng của con buôn, mà nó giết hết những cái thành tựu, những nỗ lực của doanh nhân. Đó là chợ Đồng Xuân,
chợ Đông Ba và chợ Bình Thành. Vì anh vô đó là nghe chửi bới là một, thứ hai là thách trả là hai, không mua là nó chửi. Thì cái câu chuyện đó mình nghĩ là họ không mở, không không phải là câu chuyện từng có, mà nó mới một cái quái thai mới hình thành đây. Và chúng ta đừng có vì những cái quái thai đó mà chúng ta nói ô chà Huế mới như vậy, Huế như vậy. Có những cái clip nó quay lên mạng cái là mình ngồi mình nghe mình tái hỏi luôn. Và khổ cả là gì, nó trở thành những cái câu chuyện mà chúng ta thiếu một lòng tự trọng, chúng ta thiếu một lòng tự hào, và chúng ta thiếu một khung hành lang pháp lý. Và nghề của tôi có một cái khung, đó là khung luân lý. Người Huế dễ thương lắm, khách vô đông đông cho họ vẫn rửa chén bát nước đàng hoàng, vì họ nước họ rửa không sạch, họ nói là họ tội trời, họ tội Phật, và họ để cái nghiệp lại cho con cháu, cho nên họ cứ rửa. Còn khách vô đông kề lắm, chứ không phải là vì đông ẩu Quý Hoa quá mời vào rồi họ không làm vậy. Thì nó có những cái câu chuyện mà chúng ta muốn là gì, chúng ta đối diện với một thực trạng không phải là quá khó khăn, nhưng ít nhất chúng ta phải định vị là được chúng ta là ai, và cố gắng những cái công việc cụ thể, những sản phẩm cụ thể để chúng ta có một phần gọi là minh oan cho Huế. Bây giờ nghe tới Huế là một sự dè biểu, một sự thống cảm, có vẻ xót xa, có vẻ mỉa mai, ôm Huế vào lòng, nghe có vẻ hoàn cảnh quá túng cân. Thì tất cả những cái chuyện đó chúng ta cũng là một câu chuyện nhân quả, chúng ta nhận những cái thành quả có sẵn và chúng ta tiếp tục kiến tạo nó. Chúng ta đem cái câu chuyện đó gặp một người xa lạ, làm sao họ có cái cảm tình với mình là tốt. Còn đừng có để rằng là họ coi mình là một cái thằng bắt trời bắt đất, rồi cuối cùng họ khải quả khóa lên Huế là những cái nơi bắt trời bắt đất, hay là Huế là những câu chuyện rất dễ thương. Thì nó dễ thương từng cái góc phố, từng những cái cửa hiệu, từng cái di tích di sản. Và nói như vậy hiện nay vẫn có một cái bế tắc là chúng ta làm sao để mà đả thông, mà nối kết lại tất cả mọi thành phần. Bởi và có chuyện kỹ thuật chuyện ông Ấn Điển đã cứu ông Nguyễn Ánh trong một lần bốn tàu đói ở trên rừng Quảng Nam. Và ăn sau khi về năm 1802 thì ông ban những cái Ấn Điển để ghi nhớ những nơi, những cái chỗ, những cái con người, những con vật đã từng cứu mình. Và để lại một Ấn Điển là gì? Thời Minh Mạng đổi tên thành Nam Trân, khắc vô cửu định. Và từ thời Gia Long tới thời Minh Mạng đem cái quả long bón về cúng ở trong đại nội. Thì các bạn thấy, nếu chúng ta nghe từ câu chuyện đó thì rõ ràng cái chùm long bón của Quảng Nam nó vẫn ngon hơn, mặc dù ăn chua lè, so với long bón của Thái Lan. Và khi chúng ta có một lòng tự hào, chúng ta có lòng tự trọng, thì chúng ta sẵn sàng mua một chùm long bón Quảng Nam chúng ta ăn. Và khi thấy một trái long bón Thái Lan bên cạnh nó ngon như vậy, nó to như vậy, thì chúng ta có mua thì cũng mua với tư cách là để thưởng thức một cái mặt hàng, để thấy được hai cái giá trị. Và tôi nghĩ rằng những cái thông điệp kiểu long bón như vậy, hay là khoai mài chẳng hạn, chúng tôi đang làm một chương trình về khoai mài, thì nó sẽ lan tỏa những cái giá trị mà hầu như chỉ có Huế nó mới có. Thì chúng ta cố gắng biến những cái đó, đưa nó ra trong sản phẩm, thì tôi nghĩ rằng cái hiệu ứng không chỉ là chuyện kinh tế, mà nó còn chuyện tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế và an sinh xã hội. Và khi đó nó trở lại cái nghề của chúng tôi, đó chính là bảo tồn văn hóa. Vì bảo tồn văn hóa hiện nay là một câu chuyện rất là chua chát, mà nếu chúng ta không nghị lực thì chúng ta sẽ bỏ cuộc. Giống như giáo sư nói, đạp cho đạp, đừng nói ngày một ngày hai gì đó. Tới lúc mà mua vé mà về thì coi như là xong om rồi. Dân Huế có một từ rất hay là xong om rồi. Và tôi rất là mong các bạn đừng có xong om. Dạ xin hết. Là cảm ơn. Như vậy á, là rất là cảm ơn bốn gọi là bốn vị khách đi, cho nó thân thiện chứ không phải gì, bốn vị khách. Và rất nhiều từ khóa đúng không, sáng tạo, văn hóa, truyền thống đúng không, rất rất nhiều. Và những gì mà lúc đầu chị Phương có đặt vấn đề là Huế vì sao như thế đó, thì anh Hằng cũng đã nêu.
chị là người Huế, sau quay về là chị cũng đã nêu, và thầy là một người không liên quan tới Huế nhưng thầy cũng nêu những vấn đề. Thì tôi nghĩ đến vì thời gian cũng còn một khoảng thời gian nữa thôi, cho nên rất là muốn là cái chia sẻ, cái trao đổi từ phía là mọi người, thì rất là xin ý kiến mọi người có thể trao đổi, chia sẻ, đặt câu hỏi cho chị Phương, chị Hương, thầy Thành hay là Nàng. Xin mời ạ, cho bạn nào giúp. Mời mời bạn. Mời bạn. Các bạn cứ hỏi luôn ạ, ví dụ hỏi ai để mình sẽ chuyển micro. Dạ vâng ạ. Trước tiên thì em cũng xin chào các cô, các thầy ạ. Dạ. Thì em có một cái câu hỏi khá là nhỏ gửi cho thầy Hằng ạ. Em muốn có một số ý kiến của thầy. Dạ, dạ thầy Hằng. Dạ thầy Hằng ạ. Thầy Hằng ạ. Dạ. Thì đối với cái vấn đề văn hóa thì trong khoảng thời gian gần đây thì Huế nó có một câu nói rằng là Huế là kinh đô của áo dài. Thì đây cũng là một cái nét văn hóa khá là đặc biệt của Huế. Thì tuy nhiên á, theo với cái góc nhìn hiện tại của giới trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ mà yêu mến văn hóa Việt Nam và cổ phong của Việt Nam, thì nói rằng áo dài của Huế chưa đạt chất lượng so với áo dài của thành phố Hồ Chí Minh hoặc là áo dài của Hà Nội. Đặc biệt nói rõ ràng ở đây đó là áo ngũ thân. Thì cùng với cái việc đó, về cái vấn đề mà cổ phục của Huế cũng là cái văn hóa lâu đời, thì đối với những cái trang phục mà tổ chức tại các cái buổi lễ, ví dụ giống như cái lễ ban sóc vừa rồi ở Ngọ Môn, thì nó còn chưa đáp ứng được cái vấn đề về văn hóa, nó còn mang cái tính tuồng chèo khá là nhiều. Thì mong rằng là thầy có thể giải thích là cái việc đó thì với cái vấn đề sáng tạo của Huế thì có phải là nó một cái bất cập khá là lớn hay không? Dạ, cảm ơn. Cảm ơn bạn. Bạn chứng tỏ là bạn người rất là thời sự. Xin thưa các bạn thế này, ở Việt Nam nói chung và Huế nói riêng á, hiện nay nó có câu chuyện là làm được và được làm. Làm được và được làm. Đúng ra tất cả mọi thứ người ta sẽ có một cái hệ thống luân chứng luân cứ tương ứng. Ví dụ đụng tới đàn Nam Giao, đụng tới đàn Trà Tắc, từ chuyện nghiên cứu cho tới trung tu tôn tạo di tích, hoặc đưa những cái hoạt động gắn liền với những không gian đặc biệt đó. Và khi mà Huế nó đóng vai trò kinh đô thì các bạn biết chữ kinh đô đó và kinh đô ẩm thực, kinh đô sáng tạo, kinh đô áo dài hiện nay, hai cái chữ kinh đô khác nhau. Kinh đô thời phong kiến là một cái thủ phủ của một đất nước và nó tụ hội tất cả tinh hoa cả nước thế giới về đó, các vương về đó. Nhưng cái chữ capital, capital mà chúng ta đang dùng hiện nay á, là một cái thuật ngữ của cái ngành công nghệ sáng tạo của nước ngoài, và người ta nghĩ rằng đó là một cái khu trung tâm và để nó tụ hội những cái giá trị và nó lan tỏa những cái giá trị đó theo góc nhìn của công nghiệp văn hóa. Cho nên nói Huế kinh đô ẩm thực, người ta rất nhiều người họ diễn vì hiểu theo kiểu đó. Nhưng trở lại cái chuyện cổ phục và trang phục như các bạn, ít nhất nó là tinh hoa điển hình của thời phong kiến Nguyễn ở Huế. Vấn đề đặt ra là gì? Sau khi thời thế thay đổi thì mọi thứ nó phải vận hành tương ứng. Đặc biệt từ năm 45 cho tới nay, tất cả những cái đó, cái di sản Huế nó lan tỏa trong dân gian, nó vỡ ra, thì chúng ta mất cái nguồn năng lượng chính, đó là những người thờ thủ công chính. Mà các bạn biết trong Đại Nội nó có một hệ thống quán xưởng, nó vô cùng tinh hoa, tụ hội cả nước về đây để làm việc. Cho nên bây giờ trong cái lĩnh vực đồ cổ mà các bạn thấy những bảng thêu, những cái bộ trang phục từ quán phục cho tới lễ phục, cho tới triều phục, thương phục, thì nó rất là đáng giá. Vấn đề là gì? Chúng ta hiện nay đang có một cái đồ chân giữa thực tế của những di sản năm 45 và hiện nay. Và đó cũng là một cái câu chuyện nó tái hiện lại. Nhưng cái nguồn lực của Huế nó tái hiện, và những cái đơn vị chủ quản cho những việc đó, họ trong quá trình dữ liệu hóa những căn cứ, những cái dữ liệu, thì nó đang có một cái đồ chân so với thực tế. Và so sánh với Hà Nội, với Sài Gòn thì nó thấy được cái khoảng chánh đó. Cho nên tôi rất thông cảm với bạn, và trở lại bạn cũng nên rất thông cảm với Huế. Nó có trong một câu chuyện ai làm ở đâu, lúc nào, và người được làm và người làm được. Cho nên đừng có thấy rằng cái nhà hàng đó họ dọn cái món ăn cung đình
mà các bạn đã nhảy vào phê phán. Vì nên hiểu rằng đó là món ăn cung đình tại hiện theo phiên bản mù rơi. Món cung đình phiên bản tại hiện của mù rớt. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng nó là một cái chắc chắn đúng. Và trường hợp kia các bạn cũng nên nghĩ rằng đó là sự tái hiện của một đơn vị A trong thời điểm 2022. Đó là một cái kết quả tái hiện của đơn vị B năm 2021. Và các bạn phải mổ nó ra. Hồ sơ này anh căn cứ vào đâu? Ví dụ câu chuyện của bạn vừa rồi Việt Nam mình cũng dính do một cái nhóm cái bộ áo dài mà ông đại sứ ở bên kia mang. Người ta nhầm từ cái mức là gì? Một lễ phục trong cung tế anh lại đem vào trong một lễ phục của hành chính. Và cái động tác đi, ví dụ nghệ thuật biểu diễn sáng tạo mà vừa rồi một nhóm nghệ sĩ ở Hội An làm, họ thiếu cái yếu tố văn hóa. Họ sáng tạo một cách cực đoan theo ý họ và họ đi kiểu đó. Kiểu đi đó là kiểu đi của cô Hùng, kiểu đi của những thi thể trong phim Tàu mà bật quan tài đứng dậy là họ sẽ đi kiểu đó. Cho nên nó có những cái lỗi mà khi những người làm á, họ được thả hồn theo kiểu tự do của họ mà họ quên tham vấn những cái góc nhìn khác. Cho nên tôi rất là tâm đắc về triết lý của người Việt. Các bạn đừng có vội buồn. Triết lý người Việt có hai cái rất là hay, đó là thằng bơm và thầy bỏ xem voi. Thầy bỏ xem voi là gì? Là quan điểm. Anh đứng ở đầu voi thì anh thấy được cái voi, anh thấy được cái đuôi. Anh đứng bên trái, anh thấy được bên trái. Anh đứng bên phải, anh thấy được cái phải. Cho nên mình đứng ở đâu thì mình phải kéo bốn cái ống kia lại, nói là chúng ta để vẽ con voi. Thế bây giờ mình đứng mình ôm cái cục, cái chân voi mà là trổ tưởng con voi là gì? Tại con voi giống cái cục nhà thôi, có gì đâu. Đó vì sao? Vì họ đứng trong cái góc đó chỉ thấy đó thôi. Và chúng ta là gì? Chúng ta luôn luôn thiền chỉ. Cái mà tiếp cận nhiều nguồn để chúng ta vẽ lên một con voi hoàn chỉnh. Thằng bơm là một thằng cực kỳ thông minh. Nếu các bạn vẽ đổi, các bạn đổi không? Các bạn đổi là các bạn là những thằng bơm, bơm thực sự luôn. Nhưng nó không đổi vì nó biết. Đây là một trò lừa đảo. Nhưng cuối cùng cái mà khả thi nhất đó chính là nằm trôi. Bây giờ có người đem tới cái iPhone 50 triệu bán cho bạn 5 triệu bạn dám mua không? Mua là công an nhốt liền. Vì chắc chắn đây là một là đồ giả, hay là đồ ăn cắp. Cho nên đừng có vội. Đừng có vội nếu một cái gì hết đó. Mà đối với Việt Nam, đối với Huế, tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta cứ dữ liệu hóa nó đi. Chúng ta nạp nó lại. Và chúng ta sẽ xử lý nó để làm gì? Điều với một khát vọng đưa ra một cái sản phẩm đẹp nhất. Luôn luôn nói rằng gì? Trong điều kiện có thể, cho tới thời điểm này tôi đã làm hết sức mình rồi. Chứ đừng có nói tôi làm cái này là nó quanh thằng chém liền. Cho nên tôi rất là cảm ơn bạn. Bạn là người rất thực tế và bạn nắm rất chắc những cái câu chuyện thời sự của Huế. Và những câu chuyện đó nó có vô cùng nhiều những nỗi niềm. Và chúng ta cùng chia sẻ những nỗi niềm đó để làm gì? Để xử lý. Em cảm ơn. Rất là cảm ơn. Chắc là mời chị Phương, sau đó mời chị Hương với ai cũng đang quan tâm về món này rồi dài. Chắc mời chị. Tôi có một cái sự chia sẻ rất là nhỏ nhỏ liên quan đến áo dài. Khi mà tôi sang Mexico vừa rồi á, thì chính nhờ tà áo dài của tôi mà chúng ta mới có được một cái một những cái ảnh toàn cảnh về một cái hội nghị có hơn 2.500 người trên toàn thế giới, 161 quốc gia và 131 bộ trưởng. Thế thì khi mà ra một cái sân vận động để chụp ảnh ạ, thì chỉ có các phóng viên chuyên nghiệp thì người ta mới đứng ở trên một cái điểm trèo lên để người ta chụp ảnh được, còn những người khác thì không lên được. Mà Việt Nam mình thì có mỗi phóng viên VOV không thể đi được vào cái địa điểm đấy. Và khi tôi quan sát địa điểm đấy thì tôi cố gắng, bởi vì nếu không chúng ta không có ảnh về Việt Nam. Thế thì và các bạn ở nước khác các bạn cũng nhận ra cái điểm đó. Thế thì các anh chị khác đến thì bị đẩy xuống. Nhưng khi tôi đến đấy tôi mặc một cái áo dài màu đen. Thực ra cái áo dài màu đen đấy là khi mẹ tôi mất, tôi đã mặc cái áo dài đó và tôi muốn ghi lại cái áo dài đó. Thì trên cái áo tà áo dài của tôi là toàn bộ tranh Đông Hồ được thu nhỏ lại. Thế và khi tôi đến đó thì tôi thể hiện ý định là sẽ chụp ảnh. Thì các bạn nước ngoài các bạn nói một câu áo dài. Thế là mà tôi đi giày cao gót, các bạn đỡ tôi lên trên đấy. Và các bạn hướng dẫn tôi là họ hô 1, 2, 3 thì cùng chụp. Và tất cả những cái bức ảnh mà bây giờ hiện nay thể hiện được cái khung hình mà Việt Nam cùng với thế giới đấy chính là áo dài. Và tôi nghĩ áo dài của tôi không phải là áo dài chuẩn của Việt Nam,
Bởi vì nếu như là chuẩn như vậy, chưa chắc tôi có đủ sự lanh lẹ để mà tôi trèo lên được đấy. Thế thì cái đối với câu chuyện của áo dài là một cái câu chuyện là làm thế nào để mà chúng ta có được một cái nhìn chấp nhận một cái áo dài mang cái gọi là tiêu chuẩn được thừa nhận trong cộng đồng. Làm thế nào để chúng ta có được một cái nhìn thực sự thiện chí, thực sự vì dân tộc, tránh những cái định kiến cực đoan quá hoặc là xê xoa quá. Thế thì tôi thấy rằng là có một cái giải pháp mà ở đây đấy là thi chính là cái cách để mà chúng ta có thể gì ạ, tiếp cận được với tất cả cộng đồng. Thi cũng là cái cách để chúng ta có thể truyền thông được, và thi cũng là một cái cách để chúng ta có thể lựa chọn được. Thế thì cái điều này thì khi mà tôi sang Hàn Quốc á, thì các bạn Hàn Quốc nói rằng sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc dựa vào thi, chỉ có thi và thi thôi. Và cái thi đó thì nó đấy, nó sẽ đến các cái chủ thể và hội đồng chấm thi, nó có rất là nhiều những cái người mà người ta ngồi đây, ví dụ đây là hội đồng chấm thi chẳng hạn. Người có thể là đầu tư cho giải thưởng, người có thể là đưa sản phẩm đấy vào và sử dụng ứng dụng chẳng hạn, thì có thể là doanh nghiệp, có thể nhà nghiên cứu, có thể là các giáo sư trường đại học, có thể là chính quyền thành phố, tức là người ta phải giám khảo, nó phải đa dạng chứ không phải giám khảo chỉ là một. Và hệ thống truyền thông rất là phải tốt. Thế thì nói cái điều đấy thì đấy là một cái sự chia sẻ của tôi ở góc độ cá nhân, không phải là góc độ đứng từ vai trò là viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia. Thế và tôi thấy là cái quan điểm này nó có cái sự có lý nhất định, bởi vì ở đây có anh Lê Việt Hà, thành phố sáng tạo là đầu tiên là ý tưởng từ những nhà nghiên cứu kiểu Thu Phương, nhưng mà khi gì ạ, khi đi vào thực tế nó có tính lan tỏa, nó lại thuộc ông Lê Việt Hà đó. Bây giờ người ta không hề biết được là cái Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đó là gì ạ, đưa ra ý tưởng thành phố sáng tạo, nhưng người ta biết đến ông Lê Việt Hà, người ta biết đến chị Trương Nguyên Ly, hay người ta biết đến anh Quốc Trung. Bởi vì làm sao, những anh chị này là những người sáng tạo thực sự, những anh chị này là những người tạo ra sự lan tỏa. Và hiện nay thiết kế sáng tạo Việt Nam Design Week được biết đến rất nhiều người tên ông Lê Việt Hà, trong khi đó giấy phép lại do bà Nguyễn Thụ Phương đi xin ở trên bộ. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời đấy là bởi vì anh Hà là một chủ thể quan trọng nhất trong cái sự sáng tạo đó. Và anh ấy là gì ạ? Người tạo ra những cái cuộc thi, tạo ra sức lan tỏa. Vậy thì cái logo của thiết kế sáng tạo ấy, hiện nay người ta nhìn cái logo đấy và được công nhận, người ta chỉ nhìn đấy và người ta biết là thiết kế sáng tạo. Vậy thì quay trở lại với câu chuyện của chị Hương, Huế phải có một bộ chỉ dẫn về Huế. Thế thì cái bộ chỉ dẫn đấy chỉ có thể có được khi chúng ta đi thi, đúng không ạ? Đấy, thì tất cả những câu chuyện tôi thấy cứ lòng vòng nhưng cuối cùng vẫn cứ phải là thi. Thi thì mới hội tụ được sự sáng tạo, chứ không phải lúc này bảo thầy Thành thì giỏi lắm thì thi đi, thầy Thành làm bộ nhận diện của Huế chẳng hạn. Nhưng cái bộ nhận diện của thầy Thành có thể nó cao siêu quá để người ta không nhận ra đấy là Huế, nhưng biết đâu là chính là em chẳng hạn, em lại là người tạo ra được một cái bộ nhận diện. Thế thì tất cả những cái câu chuyện này với một góc độ là sự chia sẻ thì tôi có những cái ý kiến như thế. Và chúng ta hãy gạt đi tất cả những cái sự cực đoan, tất cả những sự định kiến hay gì cả, chúng ta hãy vì một điều duy nhất, đấy là Huế phát triển, Huế sống được, Huế hội nhập, Huế sáng tạo. Và Huế phải gắn với lại Việt Nam, gắn với các địa phương khác, và Huế phải hội nhập với thế giới. Và không có nói xa xôi gì cả, tất cả những cái ý tưởng sáng tạo đấy, tất cả sự thành công đấy phải quay trở về lại sống được, sống đàng hoàng, sống để không ai gọi là mở lòng ra ôm Huế vào lòng. Cái đấy không cần, vì tôi cũng là người, mẹ tôi gốc Huế và tôi không thích ai thương tôi cả. Và nghe quá hoàn cảnh. Và đấy, áo dài của tôi nhá, áo dài của tôi ra thế giới ít nhất là gì ạ? Được chụp được lên cái ảnh cho Việt Nam biết đến một cái gì đấy là đóng góp của Việt Nam. Chúng ta hãy tư duy như thế đi cho nó thoải mái. Vâng ạ. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay anh Hà anh có rất là nhiều cái ý kiến hay đấy ạ. Vâng ạ. Vâng, trước khi anh Hà, một lát này anh Hà sẽ đến với anh Hà. Tuy nhiên ấy, là cái câu chuyện này đó, tất cả mọi thứ nó quay lại, và rất cảm ơn cái ý chị Phương đúc rút lại và nói đúng hai cái vấn đề chị, mà chị đúng là chị đến nghiệp chứ nói rất thực tế. Hai cuộc thi, một chị dẫn logo, hai áo dài. Và chắc là xin mời chị, chắc là chị phải mạnh dạn chị nói luôn, quyết là để em làm luôn đó, và quyết luôn.
bây giờ là thật ra bây giờ đang là sôi nổi. Chị rất là cảm ơn em đã hỏi cái câu hỏi rất là hay. Bây giờ cho chị nói một câu rất là thực tế. Cảm ơn tất cả những tài năng trẻ của Việt Nam hiện nay đã phấn một cái áo dài nằm lên một cái đẳng cấp rất là cao. Và phải nói rằng là kể cả đi thi những cái cuộc thi Miss ở các nước trên thế giới, vì mình là giám khảo của Hoa hậu Thế giới, cho nên là sometimes mình cũng đi chậm rất là nhiều. Và mình rất là ngưỡng mộ về những cái áo dài mà phải nói là kinh khủng luôn. Mình không tưởng tượng và cũng có thể có những cái áo mà mang hình như mình nghĩ chắc cũng 20-30 kg nữa, là một cái quá trình là phải vắt óc và cái thời gian và rất là nhiều cái điều mà để mà sáng tạo nó lên, làm nên một cái áo dài. Nhưng có một cái điều mà mình nghiêng về Huế một chút xíu, cho nên mình nói ở đây với một tính cách là một thông điệp giữa tất cả các truyền thông. Mình là cái người Huế, mình không có thể nào mà là thiên vị là thôi bây giờ là tôi muốn chọn Huế là một cái quốc phục của Việt Nam. Mình không dám nói câu đó. Nhưng mà mình xin tất cả các quý vị mà nghe trên đài truyền thông hay là tất cả các mạng lưới xã hội á, nhường cho Huế đi. Tại vì sao? Tại sao mình dùng cái từ nhường cho Huế? Tại vì Huế là cái kinh đô, original của nó là cái nguồn gốc từ tất cả những cái áo dài, những cái lóng bào mang tính cách nó có những cái truyền thống, những cái kiến trúc về cái văn hóa của Việt Nam nói chung và Huế nói riêng. Thì các bạn nên nhường cho Huế đi. Nhưng mà ở đây mình cũng sẽ mở một cái cuộc thi đàng hoàng. Và mình là cái người có thể tài trợ những cái giải thưởng giá trị rất là lớn để nó xứng đáng với cái tâm cỡ của các bạn để mà sáng tạo nó. Nhưng mà mình sẽ nói một cái chi tiết rất là ngắn gọn về cái áo dài của Huế. Một cái điều rất là đau khổ khi mà mình nhìn đến tất cả các truyền thống về cái áo dài của Huế, mình cảm thấy một muốn rớt nước mắt. Các bạn biết tại sao không? Một cái model, một cái người mẫu của Việt Nam hiện nay vô cùng là đẹp. Phải nói là từ đầu tới chân là quả sức là xuất sắc. Da thì trắng, chân thì dài, mà đẹp vô cùng. Mà khoác cái áo dài Huế là sai rồi. Trật lắc, không có ra một cái áo dài Huế. Cái áo dài Huế là mang một tính cách là không phải là cái đẹp về cái hình thể, mà nó đẹp về cái bản xứ. Cái original nó là đẹp về cái quyền lực và cái thông thái và cái người mà ngồi mà đứng và cái cách mặc một cái áo là họ thoát lên cái uy quyền và cái sự nghiêm nghị của cái áo dài của Huế. Chứ nó không phải là phải là chân dài hay là mảnh mái hay là da trắng, cái đó hoàn toàn là sai. Khi mình là cái người Huế mà mình thấy là những cái bộ phim mà mang tính cách cổ trang mà mặc áo dài Huế là thôi chết rồi, sống rồi. Nhưng mà đầu tư tiền rất là nhiều, cái sáng tạo của bạn phải nói công nhận là tuyệt vời luôn, rất là đẹp cái điều đó mình công nhận. Nhưng mà nó đi sai, cho nên là mình nghĩ rằng là khi mặc một cái áo á, mình phải biết mình là ai, cái giai cấp và cái đẳng cấp của mình nằm ở chỗ nào thì nó phải xứng tâm với cái áo của mình. Ví dụ như mình đi nói hôm nay có một cái liên hoan phim ở Oscar nó mời mình đi, bây giờ mình mặc cái gì đây? Mình muốn tới cái đó là mình phải biết mình là cái người như nào. Mình không thể nào mà mình đi ngang hàng và cạnh tranh với tất cả những cái sao lớn của quốc tế, mà mình cần phải có một cái áo riêng của cái bản xứ của mình. Đó là cái tôn vinh cái văn hóa của mình, chứ mình không cạnh tranh trên cái vấn đề là cái áo ánh và cái áo tươi đẹp. Cái điều đó là hoàn toàn sai. Ví dụ như miền Bắc mặc một cái áo dài miền Bắc là thường là có một cái bản sắc riêng, nó hơi nghiêng về tự thắng chút xíu, và có cái khăn trong đầu là có một cái gì đó nó nhẹ nhàng mà nó mang cái văn hóa riêng của người miền Bắc. Còn người miền Nam là thôi phân đủ thứ, ngắn cao thấp chỉ là cũng vẫn là được. Nhưng riêng cái áo dài của Huế đặc trưng tuyệt đối không thể nào mà phân nó ra được, chỉ có là tình tiết hoa văn và những cái phụ liệu, tất cả mọi thứ nó đều chỉnh chu, mang tính cách là rất là phong kiến. Mà từ cái chỗ đó cho nên là mình làm nên một cái thương hiệu. Ví dụ như các bạn tranh cãi là miền Nam tôi là rất nhiều nhân tài, tôi muốn cái áo dài của miền Nam. Ok, miền Bắc cũng vậy và miền Trung cũng vậy. Thì bây giờ mình mở một cái cuộc thi trên cầu dân ý để cho toàn dân cả nước chọn ra một cái áo biểu tượng cho cái quốc phục của Việt Nam mà chúng ta nên làm.
chứ không thể nào mà đi tới đó phải mặc áo dài. Nhiều khi một áo dài mà xứng tâm với cái quốc tế nó không có đơn giản đâu. Mình đến đó mình mặc một cái quốc phục mà nó phải thần thái và đi như thế nào, cái biểu tượng của một cái quốc phục của mình nó không có đơn giản, chứ mình đừng có nghĩ đơn giản. Còn ví dụ như những cái mà trình diễn sân khấu hoặc là những cái cuộc thi mang tính cách là nghệ thuật thì nó phải là khác nữa. Thì cái điều đó là mình không mà dám tranh cãi về các bạn trẻ. Thì ở đây là mình có một cái thông điệp là dùng cái từ là giống như cái bản nhạc là cả nước yêu thương Ố Huế vào lòng. Nhưng mà mình không có dám nói câu đó, nhưng mà mình ưu tiên cho Huế, nghiêng về Huế một chút xíu là kinh đô của cái phong kiến. Nó cũng original là nó xuất thân từ đó. Thì các bạn trẻ cứ vẽ ra và lấy cái phần trên này á, là giữ nguyên bản gốc, ngồi nguyên phần dưới hơi xòe ra một chút xíu. Nếu mà bà các bạn trẻ nào mà có thể hỏi riêng cái ý kiến thì mình sẽ cho nhiều cái idea lắm, để cho quý vị giống như những người lớn tuổi khi mà sinh con rồi á, là cái vòng eo nó không được đẹp mà vẫn mặc đi được, mà vẫn thước tha, mà vẫn đẹp. Và là mình có một cái cách là vì mình cũng bên thanh thời trang mình cũng hiểu rất là nhiều, mình có một cách là ăn gian làm cho cái người mình ổn đi, mặc cái áo dài rất là thước tha mà rất là đẹp, nhưng mà thực chất ra là mặc bao nhiêu mặc cũng không bao giờ thấy, mà nó rất là thực dụng khi mà mình có thể đi các nơi rất là dễ dàng. Chứ còn mình thấy những cái buổi mà trình diễn thời trang thì đồ quá lộng lẫy, có thể là những cái nơi mà phương tiện bình thường không thể nào di chuyển được. Cho nên là các bạn chú ý cái vấn đề đó. Thì nhân đây thì cũng xin một cái ý kiến, thêm một ý kiến nữa là cuộc thi logo tại Huế cho tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới được thi cái logo đó. Mình sẽ bàn bạc với ban lãnh đạo về cuộc thi sáng tạo này, là cái giải thưởng rất là lớn. Và sau là mở một cái cuộc thi về cái áo dài truyền thống của Việt Nam. Thì mình sẽ giống như chị Phương nói là sẽ mời tất cả những người có cái nhìn về rất là khách quan về văn hóa, về kiến thức, về rất là nhiều mặt để mà chậm cái đó, rồi đưa cái áo dài nữa lên trên cầu dân ý cho toàn cả nước để bình chọn cái áo dài đó. Không, tuyệt đối không đi thi là không còn nói là cái áo dài này của ông A, bà B, bà C gì hết, chỉ là số 1 cho tới số 10 thôi. Rồi sau đó là người ta bình chọn, mình làm giống như nước ngoài đó, bình chọn cái áo dài thì nó rất là công bằng. Chứ còn mà bây giờ mình nói, ồ, bây giờ cái ông Công Trị là ông nổi tiếng rồi, thì đương nhiên rồi, họ phải là một cái sức miệt mài họ mới trở thành một cái người như vậy. Nhưng mà khi mà quốc phục của Việt Nam để một cái biểu tượng đó là một cái niềm kiêu hãnh của cái đất nước của mình. Mình không vì một cái vấn đề cá nhân để mà mình làm cho cái sự xạo trộn. Ở nước ngoài có một cái điều rất là hay như thế này, là ngay từ bé các em nhỏ đi học á, là học cái đầu tiên là học về đội nhóm. Có nghĩa là khi nào cũng là girl count, boy count, là đội nhóm. Mà tất cả những người thành công ở nước ngoài là có đội nhóm hết. Một mình không thể nào làm được. Ví dụ anh làm ra một cái áo dài thật đẹp, đòi hỏi cái người phải mặc đúng cái áo dài đó, và là cái truyền thống nó phải đúng cái thời điểm, và anh đưa cái sản phẩm anh để cho người nào xem, giới nào, giới thường lưu, trung lưu, hạ lưu hay là giới hàng sinh viên, thì nó mới đúng. Chứ không phải là mình nói giờ mặc cái áo dài nữa là của cái ống đó nó may lên như vậy, thì nó lại là nó không có phải là gọi là quốc phục. Mình đi ra nước ngoài có những cái quốc phục rất là đẹp, mà mình đi tới đâu là nói để mình mặc một áo dài, mình lừa một áo dài rất là khó. Tại vì nhiều khi cái sai người của mình không thể mặc cái áo dài được, nó hở hai bên là nhìn nó cảm thấy nó không phải là một cái biểu tượng của Việt Nam. Cho nên là sometimes mình phải cần máy biến tấu dựa trên cái thời trang của những nước khác để mình làm lên cái áo đó để mình mặc. Thì đó là một cái điều rất là trăn trở. Cho nên là các bạn phải yêu thương Huế, yêu thương Việt Nam, yêu thương cái văn hóa. Và tất cả những cái bạn trẻ hiện nay là mình thấy ra có cái xu hướng về cái áo dài rất là nhiều. Và ngoài ra là có nến, có cái áo dài của Nam này nghe, rất là đẹp. Cái áo dài của Nam rất là đẹp. Cho nên là mình làm như thế nào mà nó có hơi thông dụng chút xíu, có thể là mặc quần jean, quần tây, cái mang giày bình thường được, nhưng mà đặc biệt là phải mang giày đen.
thì mặc cái áo dài đó. Chứ đừng có bắt mặc nguyên bộ thì mẹ ông sẽ không chịu. Cho nên là cái cuộc thi mà về thời trang áo dài, mình sẽ cố gắng, sẽ bay về và sẽ có nhiều cái giải thưởng để mà làm cho các bạn hồ hởi. Thank you. Chắc tôi nghĩ là có thể là có thể, mọi người có thêm câu hỏi gì nữa không? À, chắc là mời, chắc là thầy có thêm ý kiến này. Tôi biết là thời gian cũng nhiều và xin phép tôi có một ý kiến trước khi tôi xin phép được rút lui. Tại vì sáng nay tôi đã có một cái show đã 2-3 tiếng rồi, giờ tôi còn cái show nữa. Cho nên đấy. Thì trước khi tôi xin phép được cứu thì tôi muốn nêu một cái vấn đề. Tại vì chúng ta đang nói về cái vấn đề sáng tạo, và chúng ta đang nói về văn hóa. Chúng ta đang ngồi ở Huế, và Huế lại có cái chữ truyền thống. Và tôi nghe từ tất cả các anh chị đây nói cái chữ truyền thống, và tôi đang nghe từ tất cả những người dân Huế, truyền thống kinh đô, tất cả. Mà đã là truyền thống là lịch sử, mà đã là lịch sử là những cái gì cũ phải giữ, mà sáng tạo lại là những cái gì mới. Mới thì phải bỏ cái cũ. Vậy thì giữa cái mới, cái cũ này nó sẽ đối chọi với nhau, và nó đối chọi như thế nào? Và các bạn nếu mà đưa ra cuộc thi phải có cái chuẩn để mà thi chứ. Thi cái chuẩn nào mới là cho đúng cái... Vậy thì cái chuẩn nào gọi là cái sáng tạo, cái chuẩn nào gọi là cái truyền thống? Nếu như các bạn chọn truyền thống thì nó khác, các bạn chọn sáng tạo thì là nó khác. Cái áo dài nó có thể sáng tạo mà nó không truyền thống, mà cái áo dài có thể truyền thống tại vì nó có cái nét của hoàng hậu nào đó thì nó không sáng tạo vì cái nó cũ rồi, đúng không? Vậy thì cái chuẩn nào? Cho nên tôi muốn nêu ra cái vấn đề ở đây cho tất cả các quý vị mà chuyên gia văn hóa. Tôi không phải, tôi là nhà khoa học. Cho nên nhà khoa học tôi chỉ có nghĩ tới cái chuyện sáng tạo, tôi không có nghĩ tới cái chuyện truyền thống nhiều. Nhưng mà khi mà tôi ngồi tôi nghe quý vị ở đây nói về truyền thống, cần phải tự hào về truyền thống của Huế, vâng vâng. Và chúng ta cần phải có sáng tạo. Tôi thấy hai cái ý tưởng này nó đang chọi với nhau một cách mãnh liệt. Vậy thì tôi đưa một cái nhận định như thế thôi. Chắc chắn là có thể là sẽ không có câu trả lời ngày hôm nay, nhưng mà tôi chỉ có muốn cái góc nhìn rằng là đây sẽ có một cái sự tranh cãi rất lớn. Câu trả lời cho câu hỏi của giáo sư Thành, bởi vì là vào năm ngoái nhỉ, chúng mình có một cái cuộc thi đánh thức truyền thống. Và một bạn được giải rất là cao, bạn ấy đã, một bạn trẻ, bạn nói là truyền thống chưa bao giờ ngủ, wow, truyền thống luôn ở trong tim chúng tôi, thế hệ trẻ. Và cái sản phẩm được giải của bạn ấy, nó là sự gọi là câu trả lời rõ ràng nhất là truyền thống gắn với sáng tạo thì nó tạo ra gì ạ? Sự phát triển. Cái đấy nó rất là hay, bởi vì ngày hôm nay chúng ta nói đến sáng tạo, chúng ta nói đến văn hóa, chúng ta nói đến truyền thống, và chúng ta nói đến bản chất của ngành của chúng ta là ngành công nghiệp văn hóa. Ngành công nghiệp văn hóa nó có 12 nhóm ngành ở Việt Nam: thiết kế sáng tạo, thiết kế sáng tạo, điện ảnh, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, văn hóa du lịch, vân vân. Thế thì chúng ta bây giờ ví dụ truyền thống chẳng hạn, truyền thống một cái bây giờ chúng ta chỉ nói đến một cái gì nhỉ, Hà nhỉ? Bây giờ mình ví dụ cái gì để cho mình có thể chẳng hạn ví dụ như một cái quạt hay là một cái nón quay thao chẳng hạn, thì tất cả những thứ đấy là thuộc về truyền thống. Thế nhưng mà khi mà ngành công nghiệp văn hóa nó phải tạo ra các sản phẩm và các dịch vụ để mà tiêu dùng được trong thị trường, thế thì chúng ta không thể mang cái ngày xưa nguyên vẹn như thế để mà chúng ta đi vào cái thị trường ngày hôm nay không tiêu dùng được. Thế ví dụ như một ví dụ nữa là ví dụ như chúng ta đến cái chùa chùa Non Nước ở Đà Nẵng,
chúng ta thấy rất là nhiều những cái bình đá, lọ đá. Những cái đó là cái rất truyền thống. Thế là anh nhá, chị nhá, đi từ nước ngoài về và các ông Tây, bà Tây, các thứ này kia đi qua đấy. Mua vé máy bay, làm tất cả những vấn đề đi qua đấy. Có mua về đâu. Thứ nhất là nó chỉ phù hợp với người Việt Nam thôi. Thứ hai nữa, nó không phù hợp với nội thất của các gia đình ở nước ngoài. Thế thì như thế nào? Thế thì, nhưng vẫn cái, những cái gọi là chất liệu truyền thống đấy, khi mà thông qua những người như là anh Hà này này, anh sẽ đưa những cái yếu tố đấy vào trong một cái sản phẩm cụ thể. Và anh phải tính đến cái đối tượng tiêu dùng là khách nước ngoài hay là thị phần trong nước, chẳng hạn. Thế thì tất cả những cái thứ đấy nó phải được chuyển hóa. Còn nếu như anh chỉ có nệ và truyền thống thôi, thì anh sẽ không phát triển được công nghiệp văn hóa. Nhưng nếu anh chỉ có tây hóa hoặc là như thế nào đó, thì anh sẽ không phải ra được câu chuyện của Việt Nam. Bằng chứng là Hermès, hãng Hermès, thì họ đã gặp gỡ các cái nghệ nhân của Việt Nam ở về Mây Che Đan á, ở mấy cái làng ở Phù Vinh hay Phù gì nhỉ, tự nhiên quên, ở Hà Nội anh ạ. Thì làm các anh chị thuê làm những cái phụ kiện về thời trang như kiểu tòng ten hay là vòng viết cái thứ này kia. Thế thì họ đưa cái thiết kế của họ vào và họ yêu cầu là người thợ thủ công của Việt Nam làm theo thế. Nhưng trên đấy không hiển thị cái gì cả. Không hiển thị một cái gì cả. Thế thì họ vẫn biết được là người Việt Nam là có tay nghề và làm những việc tinh xảo rất là tốt. Thế nhưng mà sẽ chẳng bao giờ hiển thị lên Việt Nam. Và từ những cái câu chuyện đó thì những cái người nghệ nhân ấy, những người nghệ nhân gốc ở đấy, người ta cho con em người ta đi ra nước ngoài học. Và quay, không đợi các cái trường mỹ thuật ở Việt Nam, đại học công nghệ ở Việt Nam, công nghiệp của Việt Nam là mỹ thuật công nghiệp đó, họ cho con em họ đi học luôn và quay trở về. Và họ ký những hợp đồng với lại Ả Rập này, Ấn Độ này để tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu của họ. Và họ chính họ nói rằng là bài học là cứ truyền thống đấy chỉ phục vụ trong cái làng đấy thôi. Trong các làng đấy thôi, chứ không thể đi ra thế giới được. Mà đi ra thế giới thì phải tính toán được. Đấy là cái câu chuyện, tính ở cái câu chuyện ngành, bản chất của cái ngành là như thế này. Nhưng có những cái sáng tạo rất là hay, nhưng họ không đăng ký bản quyền, họ bị ăn cắp luôn. Đó, thì đấy là cái câu chuyện là liên quan đến những câu hỏi liên quan đến truyền thống và liên quan đến sáng tạo. Nhưng mà tôi nghĩ tôi nói tôi là nhà nghiên cứu, mà nhà nghiên cứu thì hơi bị sách vở, sẽ không nói hay bằng anh Hà. Anh Hà có thể cho cái ví dụ cụ thể hơn. Không, cũng không định nói hay đâu, nhưng mà xin cảm ơn Minh Cường đã có một cái lời mời rất là hay cho ngày hôm nay, nhưng mà hơi trễ cho nên Hà không về kịp, rất là tiếc là không được nghe các cái phần trình bày của hai diễn giả. Hà tự giới thiệu về mình một chút là Hà thì vốn là hoạt động trong cái ngành kiến trúc và quy hoạch hơn 20 năm ở Việt Nam rồi. Nhưng mà mấy năm gần đây thì lại có một cái duyên hoạt động khá là nhiều trong cái lĩnh vực thiết kế và sáng tạo. Nó lại cũng trong cái bối cảnh là Việt Nam mình đang đẩy mạnh cái công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Thì Hà lại cũng có cái duyên với cả Vicas, với cả chị Phương và anh Hằng và mọi người là đã có một cái sáng kiến là mình tổ chức một cái tuần lễ thiết kế Việt Nam hàng năm. Từ năm 2000, đúng năm dịch đầu tiên thì là mình lại khởi xướng ra một cái câu chuyện mới và duy trì đến năm nay là năm thứ 3. Và hai cái năm dịch đó thì mình chủ yếu là làm được ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cố định, không di chuyển được đến Huế, mặc dù là có trong lịch nhưng mà không làm được ở Huế bởi vì dịch. Thì năm nay rất là may là chúng ta có thể offline được rồi, và cái tuần lễ thiết kế Việt Nam sắp tới đầu tháng 11 sẽ diễn ra chính ở Huế. Và cái đợt này đang ở Huế là để chuẩn bị cho cái việc đó. Thế thì nói về cái lát nữa sẽ quay trở lại cái câu chuyện của mình, nhưng mà mọi người đang nói về cái làm sao để cái sản phẩm mà nó lại có được cả cái truyền thống và lại phải sáng tạo. Qua hai cái cuộc thi Design by Việt Nam nằm trong cái tuần lễ thiết kế Việt Nam ấy, thì là bản thân Hà cũng đã được thấy, mà hầu hết là các bạn trẻ tham gia thi, và mình thấy là họ đã có những cái nghiên cứu và những cái hiểu biết rất là chắc chắn về truyền thống. Và cái quan trọng là những cái sản phẩm, các cái sản phẩm của các bạn làm ấy là dựa trên các yếu tố truyền thống, ví dụ vật liệu ở ngay cái địa phương của họ, của cái bạn ấy.
Đó, và bạn ấy học hỏi một số cái kỹ thuật truyền thống. Nhưng như chị Phương lúc nãy có nhắc đến là làm sao để những cái đó chúng ta lại đưa được vào cái đời sống ngày hôm nay, rồi lại cộng với cái bối cảnh là thế giới người ta có những cái xu hướng ví dụ như là phát triển bền vững chẳng hạn, phải tái sinh hay là phải tái chế hay sử dụng lại hay là upcycle hay là cái gì đó, thì chúng ta mang những cái chuyện đấy vào và bắt buộc phải sáng tạo thì mới làm được những cái câu chuyện đó. Đó thì cái Design by Việt Nam nó là một cái chiến dịch mà Hà cũng như là các cái cộng sự là muốn đưa ra để mà mình tăng cái giá trị sản phẩm của Việt Nam nhờ thiết kế. Quan trọng nhất là mình tăng cái giá trị sản phẩm nhờ thiết kế. Từ trước đến giờ mọi người vẫn biết là Made in Việt Nam là chúng ta cứ dùng hàng Việt Nam hay là chúng ta đi gia công cho thế giới vân vân, và chúng ta được rất là ít, hoàn toàn là về nguyên liệu và công sức của chúng ta, chứ còn cái giá trị gia tăng nó rất là thấp. Mà cái thiết kế và cái sáng tạo của người Việt Nam, nhất là các bạn trẻ, thì lại rất là dồi dào, rất là mạnh, mà chúng ta chưa có một cái nền tảng, những cái platform như là Vietnam Design Week để chúng ta, các cái cuộc thi như chị Hương nói, để chúng ta kéo các bạn vào cuộc và các bạn làm tăng cái giá trị các cái sản phẩm. Hôm nay anh nhìn thấy ở đây là rất là mừng và muốn, chủ yếu là muốn cung cấp thông tin cho mọi người về cái tuần lễ sắp tới ở Huế, là một cái cơ hội để các bạn có thể hiểu hơn. Nó sẽ có những cái tọa đàm ví dụ như là làm mới các cái sản phẩm mà các bạn đang có, chỉ cần làm thay đổi bao bì thôi đã là rất là khác rồi. Sản phẩm của chúng ta rất là ngon, rất là hay rồi, nhưng mà chỉ vì là chúng ta không biết cách làm bao bì, không chia được những cái bánh ra cho nó hợp lý để dễ sử dụng, hay là cách bóc, cách mở như thế nào để cho nó dễ dàng, là đã làm cho cái sản phẩm của mình nó bị giảm mất cái giá trị, thiếu mất cái sự hấp dẫn đó. Thì nó sẽ có những cái buổi em sẽ cập nhật với cả chị Vương, là những cái buổi mà chúng ta sẽ mời các cái chuyên gia mà họ rất giỏi về cái việc là làm bao bì, để thay đổi cái cách mà chúng ta làm sản phẩm đó. Hay là về áo dài thì rất là may là phát hiện ra là cô Thái Kim Lan định mang toàn bộ cái áo dài xưa, cái cổ vật áo dài của cô quay trở lại Đức để bảo quản, bởi vì Huế bây giờ đang rất là ẩm, mà nếu để ở Huế mà không bảo quản tốt được thì sẽ hỏng hết. Nhưng mà cô Lan thì bây giờ đang ở Đức rồi, cuối tháng này lại trở lại Huế. Thì mình đã kịp thuyết phục cô để lại để triển lãm trưng bày trong tuần lễ thiết kế Việt Nam cho tất cả các bạn tham quan và học cái cách mà người xưa, người Huế ngày xưa làm áo dài, người Việt Nam làm áo dài mà nó rất là công phu, rất là chuẩn như thế nào. Thì từ cái đấy các bạn mới sáng tạo ra được. Các bạn phải hiểu, giống như là chị Hương lúc nãy nói, chúng ta phải thấu hiểu cái chuyện áo dài Huế từ cái người mặc, từ cái cách đi hay là các thứ, thì từ đấy chúng ta mới có thể sáng tạo hay là làm theo cái cách mà chúng ta muốn đổi mới đó. Chứ nếu mà chúng ta không hiểu được cái bản chất như chị nói thì là tất cả những cái việc sáng tạo của chúng ta nó không có cái gốc, không có cái logic, thì nó cũng rất là không nên đó. Cho nên cái việc mà chúng ta đã giữ lại được cái hình như là cô Lan có khoảng 28 cái bộ áo dài cổ, thì việc tiếp cận những cái áo dài đó là cũng giúp cho các bạn hiểu rất là rõ về cái gốc rễ của cái áo dài Huế. Và có rất là nhiều hoạt động khác nữa mà liên quan đến lĩnh vực thiết kế và sáng tạo, thì rất hy vọng là các bạn sẽ có cái thời gian và tham gia. Thì cái tuần lễ thiết kế Việt Nam năm nay là sẽ diễn ra từ ngày 5 cho đến ngày 11 tháng 11. Triển lãm khai mạc, bế mạc, trao giải cuộc thi là ở Bảo tàng Lịch sử trong Di Luân Đường. Các cái buổi tọa đàm ở Lam Viên Cổ Tích, ở các tường quân của chị Tạ Thị Ngọc Thảo, hay là sẽ có một cái show
thời trang ở Hồ Quyền, mà cái này là cái khó nhất mà đang muốn làm, vì cái Hồ Quyền đang không ai làm gì cả, trùng tu xong đang để không, chưa có bất kỳ một cái sự kiện nào 100 năm nay chưa không có, cho nên là đang rất là quyết tâm để mà làm được một cái show thời trang ở Hồ Quyền. Và sáng nay cũng ăn sáng với anh Hải Minh, Phó Chủ tịch tỉnh, để mà cập nhật các cái nội dung này, thì anh ấy cũng có bật mí cái chuyện là làm lại logo và cái nhận diện của Huế, thì cũng hy vọng là sẽ có cái dịp mà cùng chị Phương hay chị Hương hay là giáo sư Thành chúng ta kết hợp lại để mà tư vấn được cho tỉnh. Cái tuần lễ thiết kế Việt Nam thì từ mùng 5 đến 11 tháng 11. Chị còn ở đây không? Hình như ở nước ngoài hả chị? Một cái đó nữa. Cái cuộc thi về cái logo hay nhận diện ấy thì có lẽ là mình sẽ để dành sang năm. Năm nay thì Huế đã có một cái nhánh đề bài trong cuộc thi năm nay là thiết kế cái không gian tiện ích dành cho xe đạp của Huế, bởi vì cũng đang là một cái người đang thúc đẩy cái thành phố xe đạp. Còn logo có thể là mình sẽ kết hợp sang năm, một cái nhánh đề bài về logo sang năm. Thì cái cuộc thi của mình thực ra là đã diễn ra từ hồi tháng 6 cho đến bây giờ là đang chấm chung kết này. Đó. Về thiết kế thì mình có 5 lĩnh vực thiết kế. Cái bao bì này nó nằm trong cái lĩnh vực là thiết kế truyền thông. Đó. Cái thứ hai là thiết kế đồ nội thất. Dạ. Rất là cần. Bây giờ là mình gần như thế. Đó, cái đấy nó cũng là những cái tiêu chí liên quan đến cái văn hóa, cái gu thẩm mỹ của từng địa phương. Dạ. Các em mà dựa vào cái truyền thông là các em sẽ bị chết. Thực chất trên cái truyền thông có những cái nó rất là ảo. Đôi khi có những cái mà nó không có đúng với thực tế. Giống như là các em mà muốn vào thị trường Mỹ là các em phải có cái mối quan hệ với những người ở Mỹ. Mình biết cái người Mỹ họ thích cái gì, họ xài cái gì. Và cái đất nước, vùng miền là như thế nào. Da trắng thì họ xài cái khác, mà những người da nâu là họ xài cái thứ khác, chứ không phải là mình nói là ồ bây giờ tôi xúc có Mỹ là tôi bán cái sản phẩm đó, tôi làm cái sản phẩm đó là hoàn toàn sai. Hoặc là đi qua Trung Đông cái màu mà người ta chuộng nhất là cái màu này là cái màu họ chuộng nhất, mà người Mỹ cái màu này là nó sợ nhất. Cho nên là các bạn phải biết được cái màu sắc. Hoặc là các bạn nói là bây giờ tôi muốn trở thành một phóng viên thiệt là giỏi để mà đi sát với những người nổi tiếng. Bạn có biết những người nổi tiếng họ ăn cái gì không? Họ thích cái gì không? Và họ đi vào cái thời điểm nào và cái thời gian như thế nào là bạn phải biết. Hay là tôi nói tôi muốn trở thành một triệu phú. Thì bạn phải biết triệu phú người ta ăn cái gì, người ta thích cái gì, mỗi ngày người ta làm cái gì. Có một số bạn hỏi rằng là nghe nói là triệu phú là coi như là thức dậy sớm vậy ta là nếu mà thức dậy sớm trở thành triệu phú hay không? Nhưng mà
bạn có thức dậy sớm hay không chưa biết, nhưng mà những người mà triệu phụ thường họ thức dậy rất là sớm, tại vì họ làm việc rất là nhiều. À, cho nên là khi mình làm một cái sản phẩm ra, mình đưa cái sản phẩm đó cho ai, đưa đến cái chỗ nào là mình phải biết cái địa phương đó, cái người bạn xứ đó họ thích cái loại gì và cái màu gì. Mà hiện nay hôm nay mình đi cái chương trình này rất là hay. Khi mà mình về tới Việt Nam, cái đầu tiên của mình là mình đang nghiên cứu những cái sản phẩm mà thay thế những cái đồ nhựa, những cái đồ xốp. À, để mà thu gấu đó là có nghĩa là đem mang đi ăn nhanh để bỏ thùng rác. Thì các bạn cứ nghĩ rằng là những cái sản phẩm đó ít nhất phải là 500 năm nó cũng chưa có tan biến thành rác được. Mà không may là hôm nay mình đi là mình thấy có một em là làm ra từ cái mó câu và cái tre rất là good. Nếu mà Việt Nam làm được cái sản phẩm đó là sẽ nổi tiếng thế giới và cả thế giới nó đều mua. Tại vì hiện nay nó đang chống về cái vấn đề mà lạm dụng những cái bao bì sản phẩm nó rất là nhiều. Cho nên là mình cũng sẽ đặt một cái lượng hàng cũng lớn để mà đưa về Mỹ để mà sử dụng. Và thứ hai nữa là mình có một cái người bạn là cung cấp tất cả các sản phẩm từ thức ăn, đồ giáo, cả nước Mỹ luôn. Nếu mà các bạn cứ vào Google search là công ty của Mỹ Á, là cả thế giới luôn, là cả thế giới bán hàng cho him để cung cấp cho toàn nước Mỹ. Thì nếu mà như vậy mình phải đem một số cái sản phẩm cần thiết của Huế hay là của Việt Nam đem sang rồi mình đưa cho bạn mình nó nghiên cứu nó qua như thế nào thì bắt đầu nó sẽ đặt hàng. Thì đó là một cái nguồn sinh lời mà căn bản nhất để mà mình duy trì cái cuộc sống nó rất là quan trọng. Nhưng mà quý vị chú ý nhất là phải có cái logo của Huế, động cái logo nó lên. Và phải có một cái biện pháp để siết chặt tránh cái hàng giả. Và một cái điều nữa là xuất xứ tại Huế thì Huế mới được xuất khẩu đi. Ví dụ như vậy thì mình bảo đảm được cái logo của mình. Chứ còn mà ví dụ như nói chứ đi ABC, nhưng mà các tỉnh có thể đại diện thì cái nơi đó chính thức đại diện mới được xuất hàng đi thôi. Cho nên là ở nước ngoài quý vị không có hình dung được đâu. Tất cả sản phẩm mà mình xài ở nước ngoài đều từ thủ công Việt Nam hết. Nhưng mà nó qua Lào, Thái Lan, rồi Indonesia, Malaysia, rồi bắt đầu nó thay tên đổi họ, nó làm mới, nó cọ rửa, nó làm lại hoàn thiện, nó đưa qua Mỹ. Mà trong khi tất cả những cái đó là gia công của Việt Nam. Đấy. Cho nên là các bạn cứ nghĩ đi, một cái rổ thôi, một cái rổ tre thôi, ở bên Mỹ là bán 20-30 đồng. Mà nó cò rửa lại nghe, nó làm lại rồi nó những cái lỗi ấy, là nó phải làm hết lại cho nó hoàn thiện. Chứ còn mà cầm nhiều khi nó bị xước á, mà Việt Nam mình thật ra là cái lương thấp quá, rồi bụng thì đói mà ngồi mà làm cho ra cái rổ thì nó không có xứng với cái công sức. Cho nên khi mình làm ra nó hoàn thiện, mình bán giá thành nó cao hơn chút xíu, nó vẫn là có giá trị hơn. Cho nên là quý vị cứ nghĩ là một cái bóp mà handmade á, nó làm bằng tay có thể bán lên 10 mấy, 20 mấy ngàn đô, 60 mấy ngàn đô người ta vẫn mua, tại vì họ làm bằng tay mà là chi tiết rất là tinh vi đó. Cho nên là ở đây là nếu mà sau cái việc này rồi thì các bạn có muốn hỏi cái gì mà trong khả năng mình biết thì mình cũng có thể chia sẻ. Thank you. Cảm ơn. Thì cũng biết là có anh nó có thêm ý kiến nữa không? À Dung à. Chắc một cái ý kiến viên thời gian cũng hết rồi á, cho chắc là ý kiến ngắn tới chia sẻ ngắn. Ok. Em xin chào chị Hương, chị Phương, anh Cường, anh Hà và các anh chị có mặt trong ngày hôm nay. Thì bản thân em cũng là người Huế và cũng là cái đang có cái ý định là qua Đan Mạch, và em cũng muốn tìm một số cái mặt hàng để mà start up bên kia. Và em cũng thực sự là người Huế, em cũng muốn là có một cái về cái ẩm thực Huế qua Bắc Âu. Nhưng mà tiếng đây thì em cũng xin hỏi luôn cho
cái vấn đề mà xin hỏi chị Hương, đó là ở Huế thì có nhiều cái nghệ nhân mà về mỹ nghệ hoặc là mộc mỹ nghệ hoặc là rất là tốt, như chẳng hạn chú Hùng về cái nón cọ bàn, hoặc là em Tông Trầm là về mắc rem và nhiều anh chị em khác, hoặc là như trên tay em là cái trầm hương Huế cũng rất là nổi tiếng. Vậy thì em xin hỏi một điều là nếu như ở Huế những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp startup đó thì họ có cái đặc thù là họ là những cái doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ nhưng mà đặc thù là mang cái tính art và độc bản, hoặc là có cái giá trị đặc thù chứ không phải là sản phẩm dòng sản phẩm đại trà. Vậy thì khi mà xuất khẩu sang cái thị trường của Mỹ hoặc là châu Âu thì họ startup như vậy thì họ cần một cái người kết nối để mà đưa cái sản phẩm mà không thể xuất nhiều, thì chị có thể tư vấn thêm là làm sao để kết nối cho những cái doanh nghiệp đó vì nó ít cái khối lượng ít bắt đầu đó. Hello. Ok. Bây giờ nếu mà nói về vấn đề những cái sản phẩm mà xuất đi, thật ra nếu mà nhìn tổng quát lại á, ở Huế là một cái gì đó nó rất là nhỏ. Nó không thể nào mà gọi là những cái thủ công như vậy gọi là để sản xuất sang Mỹ. Đó là một cái điều mà rất là khó. Tại vì sao? Ở Mỹ là các nước nó có một cái nguyên tắc rất là rõ ràng là cái bằng contract. Mà cái contract á, là họ đặt cái số lượng hàng rất là lớn và cái chất lượng hàng nó phải bảo đảm đúng theo tiêu chuẩn của họ đưa ra. Mà mình á, là cái người không thể nào hiểu được là cái vấn đề là tiêu chuẩn nó đúng hay là không đúng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái giá công của Huế á, là rất là thấp. Mà cái giá công nó thấp như vậy á, thì mình huy động một cái số lượng để làm ra một cái sản phẩm như vậy, đó là cái điều không thể. Cái điều nhanh nhất và cái điều mà quảng cáo mà có hiệu lực nhất, bạn phải làm nên một cái sự bùng nổ. Một cái sự bùng nổ cũng giống như là một cái bàn trắng trâu thôi, ở Việt Nam thôi, ngồi trên một cái bãi ruộng hạt 1, 2, 3, 4, 5 cũng bùng nổ thôi. Thì bây giờ cái vấn đề mình đơn giản nhất là gì? Thứ nhất là chất lượng hàng, chất lượng sản phẩm là đồng đầu tiên. Thứ hai là mình phải có một cuộc bùng nổ, nhất là về vấn đề truyền thông. Nhưng mà cái bùng nổ nó không phải là cái vấn đề là làm cho cái sản phẩm nó bùng nổ, mà là cái vấn đề là làm cho cái chất lượng của mình thật sự là như vậy. Ví dụ như giờ chờ mình đang mua một số cái sản phẩm này về tại Mỹ, theo những cái lời chỉ dẫn của bàn đó, quảng cáo về cái sản phẩm đó, thì mình nghe mình rất là ok. Nhưng mà khi về đó rồi á, thật sự nó hoàn toàn là không phải như vậy. Cái khắc nghiệt nhất là cái khí hậu. Mà khí hậu của mình là khí hậu nóng, mà sáng nước ngoài là khí hậu lạnh. Cái sự có giãn, cái giãn nở nó làm cho hư cái đồ của mình đi. Thì mình đổ hố là tại cái thằng này nó làm giả, cái thằng này làm ẩu. Nhưng thực ra không phải, mà là cái sản phẩm đó có đưa vào cái thị trường ở đó nó có phù hợp cái khí hậu đó không, thì cái chất lượng của mình nào mới bảo đảm. Cho nên tất cả cái sản phẩm mà khi mình sản xuất ra và mình đưa vào thị trường đó, mình phải hiểu được là nơi đó có phù hợp cái sản phẩm của mình hay không. Ví dụ như là ở bên đó mình đi mua một cái ghế gỗ mà nó chàm nó rồi là ít nhất là phải 1.500-2.000 đô, nhưng mà so với Việt Nam thì quá rẻ. Nhưng mà khi đem từ cái đó sang qua bên Mỹ là bị hư hết, vô nó lành á, tất cả các khe đồ nó búng ra hết. Thì mình nói cái ông nội Việt Nam thì ông làm ẩu, tự nhiên tu mua Việt Nam thì phải đẹp, đem qua đây sao là hư, chắc cái ống này ăn gian. Nhưng mà tồi cho cái người Việt Nam, tồi cho cái người sản xuất, tại vì nó không phù hợp. Cho nên là mình nói với bạn rằng là khi mà mình sản xuất ra một sản phẩm, mình làm nên một cái sản phẩm, làm nên một cái thương hiệu, là bạn phải biết cái sản phẩm của mình chất lượng nó đi đến đâu, thì bắt đầu bạn mới có hiệu quả. Còn bây giờ bạn nói là ở giờ tôi muốn đưa ra nước ngoài nhưng mà mang ra đó nó không phù hợp, thì cái đó là cái vấn đề là rất là khó. Còn cái vấn đề nó là một trong những cái thủ công rất là tốt. Nhưng mà mình khuyên tất cả các bạn doanh nghiệp mà về nón á, thì không nên bạn ra nước ngoài để đổi. Tại vì nước ngoài không đổi nón, đi xe hơi mà.
Nhưng dùng cái sáng tạo của mình làm chiếc nón mình thành những cái phù liệu để trang trí. Ví dụ như thay vì cái trần nhà thì mình đưa những cái nón úp ngược lên là hàng trang trí lên hết, là thành như là đấy. Rồi ở giữa đây là một toàn bộ những cái hoa sen. Ví dụ như vậy đó, hoa sen nón đó là một tiệc tạc, là bắt buộc hàng phải mua để về hàng làm ra cái sản phẩm đó. Thì đó là một những cái tư duy mà mình phải hiểu là cái sản phẩm mình làm ra để làm cái gì, đưa ra nước ngoài người ta sử dụng cái đó để làm cái gì. Đó là cái điều mấu chốt. Dạ, chào bộ. Chắc anh nghĩ là rất là cảm ơn cái đến thời gian này á, thì cũng đã quá cái thời gian. Thực ra mình làm cái session 2 tiếng để chia sẻ và cũng định mong muốn mọi người là kết nối một trao đổi, nhưng mà chính là nãy giờ là chính chị Phương, anh Hà rồi chị Hương là trao đổi một luôn. Thì rất là cảm ơn mọi người. Thì chắc là tôi xin phép là đóng cái session này lại với một cái cách rất là mở, có nghĩa là tiếp tục, và sau này thì mời các chuyên gia như là rồi các anh chị là tiếp tục cái chia sẻ tiếp, với là tham quan luôn cả gian hàng và chia sẻ ngay trên đó và tư vấn trên đó. Thì rất cảm ơn chị Phương, anh Hà, anh Hằng đâu rồi, anh Hằng ngồi sau, rồi chị Hương và thầy Thành. Thì thầy xin phép bởi vì thầy đang phải giữ sức khỏe cho cái chặng đường sắp tiếp theo, cho nên xin phép rời hội trường để về nghỉ. Thì rất là cảm ơn tất cả các anh chị đến ngồi đến giờ hôm nay, và một cái buổi chia sẻ rất là hay và rất nhiều cái thông tin, và nó mở ra rất nhiều khái niệm cho cả cái bàn sớp. Và xin cảm ơn tất cả mọi người và xin kết thúc cái session chia sẻ trao đổi buổi chiều hôm nay. Xin cảm ơn các anh chị.